Hello, kính chào anh chị em, rất vui được gặp lại anh chị em trong chương trình livestream cuối tuần chiều thứ bảy hàng tuần. Nên đồng hành cùng quý anh chị em lọc những cổ phiếu có cơ hội vào tuần tiếp theo anh chị em nhé. Anh chị em xem live thì ủng hộ em Đại một cách like cũng như để lại những ai cần phần bình luận. Cảm ơn anh chị em rất nhiều. Mọi người check cho em cho là âm thanh hình ảnh đã ok chưa? Nếu ok anh em comment số 1 nhé. Chào 50 chị em đang xem nhá. Em vừa để lại một cái thăm dò ý kiến, anh chị em để lại cái ý kiến của mình. Tám anh em đang xem rồi, ta bắt đầu anh em nhá. Vì một chút qua thế giới phiên cuối tuần thì thế giới đỏ nhẹ sau khi tiệm cận cái đường kỳ run đúng không ạ, sau một số phiên hồi phục thì tiếp tục cái đà điều chỉnh, nhìn chung là trong trong một cái nhịp điều chỉnh ở trong ngắn hạn đối với Dow Jones. Khi mà tiệm cận cái đường kỳ run này, hôm thứ sáu rồi tiệm cận đường kỳ run đúng không ạ. Nasdaq thì hôm trước được vượt đỉnh, hôm nay thì đang lung lắc âm 0,1. Cuối tuần thì điều rất là đặc biệt là giá vàng thế giới có một phiên giảm giảm mạnh, đánh giá là mạnh nhất trong cái năm vừa giờ, à, tận 3,5%, 3,45% đúng không ạ, từ 2.390 đô, gần 90 đô về 2.290 đô, tức là giảm gần 100 đô trong một phiên. Nói trước đó thì cũng đã chia sẻ là giá vàng thế giới tạo một hiệu phân kỳ trên khung tuần, nên cái nhịp rung lắc điều chỉnh là chuyện bình thường ở trên khung tuần. Tuy nhiên thì những cái chart lớn hơn như là khung tháng thì nó vẫn đang trong một cái pha tăng, chị nhá, đang trong một cái pha tăng. Thế giới nhìn chung thì cũng chưa có điều gì quá là đặc biệt, xu hướng trung hạn thì vẫn ok, ngắn hạn thì rung lắc. Trong suốt những cái tuần vừa qua cũng đã chia sẻ với anh chị em rồi, cũng có một số phiên nó ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư, do thị trường của chúng ta thì hiện tại đang ở cái vùng tâm lý tương đối yếu, đó là cái vùng mà nó lưỡng lự cái việc là có tăng hay là giảm hay đúng không ạ. Thông thường là như vậy, khi nó tiệm cận sát cái bên trên thì vẫn xảy ra những sự nghi ngờ, người chỉ báo lên người thì báo xuống đúng không ạ. Để tí nữa sẽ chia sẻ với anh em mà cụ thể hơn về các cái chỉ số rồi là các cái nhóm ngành nó tác động đến thị trường chung như thế nào anh em nhé. Nhìn luôn ở đây chúng ta thấy là phiên hôm cuối tuần vừa giờ thì cũng tăng khá là đều, từ index từ 30 viên 100 viên mid cap, small cap nó loanh quanh 0,3 0,4% đó, tương đối đều nhau. Rồi. Cuối tuần thì phiên cuối tuần VN-Index tăng không tăng 4 điểm 0,3%. Buổi sáng thì giai đoạn gần đây thì luôn là mở một cái gap tăng tầm 6 7 điểm. 6 7 điểm đều mở gap tăng 2 3 hôm nay rồi.
Phái sinh cũng vậy, cũng đều mở một gap tăng. Thì phiên cuối tuần vừa rồi cũng tương tự như vậy. Chúng ta thấy ở trên này thì phái sinh thì đầu phiên là mở gap tăng khoảng tầm 6-7 điểm. Đến gần cuối phiên thì áp lực bán rồi nó về gần sát tham chiếu, nhưng mà đến đóng đến thì lại tiếp tục tăng 9 điểm. Đúng không ạ? Phái sinh và cơ sở hiện tại đang điểm số đang bằng nhau là 1.308 điểm. VN-Index phiên cuối tuần thì 235 mã tăng, 178 mã giảm, cũng tương đối là cân bằng nhau. Dòng tiền thì số lượng mã tăng thì chiếm tỷ trọng lớn hơn. Các cái cổ phiếu banh thì phiên hôm cuối tuần thì một số cổ phiếu cũng có cái thể hiện nó tương đối tốt, như Techcom, như là EIB, như là MB, CTG, rồi là SHB thì sau một phiên thanh khoản rất là tốt thì rung lắc đúng không ạ? Hôm trước đóng đến là 11.85 thì phiên hôm vừa giờ 11.8 thì nhìn gần như là tham chiếu. VPBank cũng đang loanh quanh tham chiếu. Những cái cổ phiếu mà có dòng tiền tham gia tốt phiên hôm cuối tuần thì ở đây chúng ta thấy là một số cổ phiếu bất động sản như là TCH đúng không ạ? Chủ đạo thì vẫn rung lắc giai đoạn vừa giờ, nhưng mà phiên hôm cuối tuần là có lực cầu khá tốt. Hay KDH, cảng biển thì có HAH có một lực cầu khá là tốt, thì nó sẽ chia sẻ kỹ hơn về HAH này. Con HAH này cũng đợi với con HAH này khá là lâu rồi, bây giờ mà có một cái chút cầu à, là GEX, một số cổ phiếu điện cũng có cái lực cầu tốt. Vào thì tiếp tục xuống rất tốt, cả Phú Mỹ đạm Cà Mau hai con đạm này cũng khá là khỏe, có thời điểm tăng khoảng 3% thì đóng đến chỉ khoảng loanh quanh gần 2%. VN30 của chúng ta tăng 5,75 điểm, 0,44%. VN Index là 0,4%. F1M thì cũng tăng khá là khỏe, tăng 9 điểm như vừa nói bên trên. Tác động index thì tích cực thì có Techcom, SAB. SAB sau khi mà có lực cầu rất là tốt thì tiếp tục tiếp diễn với xu hướng trung hạn giá tích cực. FPT, HVN, Vinamilk, ACB, CTG, PAO. Trường ngược lại thì Vietcom, BID, VPBank, VIX, Masan, VRE, PLX và TPBank. Nước ngoài phiên cuối tuần tiếp tục ở trạng thái bán 477 tỷ. Bán STB, Hòa Phát, GMD, mua HAH này, PAO, Đảng Cà Mau, Vinamilk, VPBank bán VPBank, Vinhome, Vietcom, TV2M với Capgas. Tự doanh cuối tuần thì họ mua 152 tỷ, họ mua Hòa Phát, quỹ VN30, mua VPBank, MBB, Techcom, VTP, CTG bán Vinamilk, FPT. Thanh khoản hôm cuối tuần thì ở mức tương đối thấp so với hai ba phiên gần đây. Hai ba phiên gần đây thì thị trường có cái thanh khoản loanh quanh khoảng tầm 900 đến 950 triệu đơn vị, thì phiên hôm cuối tuần thì một cái thanh khoản như này là tương đối thấp, khoảng gần 700 triệu đơn vị. Đúng không ạ? Một cái thanh khoản cũng tạm thời là thấy được một cái sự lưỡng lự của nhà đầu tư. Lại là một phiên cuối tuần đó, phiên cuối tuần thì thông thường thì sau 2 ngày nghỉ thì một số nhà đầu tư cũng e ngại cái việc là chúng ta giải ngân vì có thể nó sẽ gặp những cái thông tin xấu của thế giới cũng như là những cái thông tin trong nước, thì một số anh em là hạn chế cái việc giải ngân. Thì phiên cuối tuần thì áp lực bán cũng không phải lớn nhưng mà lực mua lên thì không thấy nhiều. Đó là một cái sự lưỡng lự cho cái phiên hôm cuối tuần thứ sáu ngày hôm qua. Chúng ta đi qua cái phần là tìm kiếm những cổ phiếu có thanh khoản tốt ở cái phiên cuối tuần. Phiên cuối tuần thanh khoản tương đối thấp thì chúng ta tạm để cái này nó nhỏ nhỏ một chút đúng không ạ? Với cái bộ lọc này thì những cái phiên trước thì cũng đã lọc cho anh em một vài cổ phiếu mà có cái lực cầu khá là tốt và cũng đã phím anh em ở trên cái group cộng đồng cũng như cái của livestream, đó là TVS đúng không ạ? Đó. Thì phiên hôm qua là cuối tuần nên là cái số lượng mã xuất hiện ở đây nó sẽ nhiều hơn, do là phiên cuối tuần nó sẽ một số cổ phiếu hạn chế giao dịch nó sẽ được giao dịch trở lại vào thứ sáu này, nó sẽ xuất hiện ở đây. Thì đó, những cổ phiếu đó thì nếu mà là cổ phiếu hạn chế thì em sẽ bỏ qua. Thì đó, ACM, MPT, ON hôm nay là toàn cổ phiếu lạ thôi. Này, cổ phiếu BNA là cổ phiếu mà hôm trước cũng có phím anh em đấy ạ. Cách đây khoảng tầm 3-4 ngày có phím anh em về cổ phiếu BNA là hoàn toàn chúng ta có thể cùng mua với BNA. Thực ra là buổi sáng ngày hôm qua lúc livestream em cũng đã nói với BN về BNA thì bảo anh em có thể canh mua đúng không ạ? Đấy. Đấy. Con này thì thanh khoản tương đối thấp, anh em cũng đánh đánh cà phê cà pháo, nhưng mà với một cái thanh khoản có khoảng 12 tỷ so với phiên ngày hôm qua thì em đánh giá cũng là một cái cơ hội nha, cơ hội cho BNA bước vào nhịp sóng tăng ở trong chung và dài hạn.
À, trước đó thì VNA nó đã có một quá trình tích lũy trên không tháng nó rất là lâu rồi, rất rất là lâu rồi, đúng không? Mấy chục tháng rồi. À, bắt đầu có lực cầu vàng. À, không tuần cũng vậy, có một cây nến tuần này đánh giá là tương đối tích cực sau một cái nhịp tích lũy tương đối lâu, cây nến tuần thanh khoản rất là tốt. Chúng ta cái hôm lọc hôm trước là chúng ta nhìn thấy VNA ở đây đúng không ạ, sẽ báo anh em là rung lắc đỏ là chúng ta có thể chạy đúng không ạ. Nếu anh em rung lắc thì cái phiên ngày hôm qua là hàng đã về và bắt đầu có những khoản lợi nhuận đầu tiên. Team em lại là cũng đã nhắn với anh em khách hàng là BNA, anh em là thích đánh cà phê thì hoàn toàn anh em có thể canh canh mua được với BNA. Đấy, đây hôm mùng 5 tháng 6 ở khách hàng này. Anh em thích Penny đánh cà phê đâu. À lúc đó nó giá 12 đấy. Đấy. Mùng 5 tháng 6 luôn này. Đúng không? Đấy. Giá 12 thì bây giờ hàng vừa về cái là được 12.5. Được 5 like lên còn tầm 3%, đúng không ạ? Hàng đã về. Đúng không? Đấy, cơ hội tuần này là cũng tương đối cao đấy anh chị. À, tuần vừa giờ thì chia sẻ đến anh chị em một số cái cổ phiếu, những cái nhóm ngành ngách mà chúng ta có thể chiến đấu được đúng không? Đấy. CDO con này có bị hạn chế mà, con này cái năm 2020 nó cũng tăng tương lắm rồi này, vừa hạn chế rồi. SGP mấy cái ông cảng biển này đoạn trước cũng nói với anh em rồi đúng không? Đấy, SGP đoạn vừa rồi nhiều anh em báo anh em múc ở chỗ này, nó múc ở chỗ này đấy, làm cây upcom mười mấy phần trăm luôn. Bây giờ thì khó mua lắm anh chị nhá, không mua được nữa rồi, giờ thì hâu thôi. Nếu cứ làm cây mười mấy phần trăm rồi thì chịu rồi anh chị. TVC sau khi có cái thông tin liên quan đến Vạn Thịnh Phát gì đó thì nó sàn. VLC này, đúng không? Rất là khỏe. VLC cũng không mua nữa rồi, chỉ nắm thôi. Những cái mã mà nó cứ tăng trên 10% thì là không mua nữa. Đấy, TVF của chúng ta 2,2%. Lực cầu còn vẫn rất tốt này chị nhá. À, giá vẫn tăng lên, có những thời điểm nó đỏ nhưng mà cuối phiên vẫn đóng đến rất là tốt. Chúng ta nhìn đến tuần, đây là một cái đến tuần cực kỳ tích cực đối với TVF. Anh em có hàng tiếp tục nắm giữ thôi. Đúng không ạ? Chỉ với anh em lúc quanh quanh 22 đúng không, quanh quanh 22 mà bây giờ là 25 rồi, hơn 25 rồi, ba giá là 15%, hàng về là 15% luôn đúng không ạ, quá là xịn trò luôn đúng không ạ, thanh khoản rất tốt. Đấy, phiên là 48 tỷ cho một cổ phiếu vốn hóa tầm nhỏ. À, vốn hóa tầm nhỏ và bắt đầu có những cái thanh khoản tầm 30 40 tỷ là một cái tín hiệu rất tích cực về mặt dòng tiền anh chị nhá. À, chúng ta nhìn theo đây khung nổi tháng, bây giờ mới là được một tuần đầu của cái tháng này thôi nhưng mà thanh khoản của cái tháng này đã vượt trội hơn hẳn so với cái tháng gần đây, thì hứa hẹn đây có thể là một cái nhịp chân sóng ở trong trung và dài hạn đối với TVS đúng không ạ. À, giống như cái kiểu cái đoạn trước của TVS ở cái đoạn năm 2020 này. Đấy, bắt đầu thanh khoản đột biến là cái cơ hội bước vào nhịp sóng tăng ở trong trung dài hạn. Chúng ta nhìn rõ hơn thì ở trên khung đồ thị tuần thì với TVS thì nó còn là một cái trạng thái tích cực hơn khá là nhiều khi mà nó phá vỡ một cái chu kỳ rất là quan trọng là chu kỳ 17 nến tuần đúng không ạ. À, cái chu kỳ thứ hai là chu kỳ 65 nến tuần, nó cũng đang ngấp nghé bắt đầu phá vỡ cái chu kỳ 65 nến. À, là một điều rất quan trọng nữa chị nhá. À, cái chu kỳ 17 và chu kỳ 65 theo Ichimoku là hai cái con số cực kỳ quan trọng mà chúng ta có thể nói là gọi là những cái thời điểm vàng mà những cổ phiếu mà nó có thể bước vào nhịp sóng tăng ở trong trung dài hạn em nhá. Đầu tiên là 17 và sau đó là 65, thì 17 nó đã phá một cách rất thuyết phục rồi, với một cái thanh khoản nó rất đột biến, cùng ngày nó cũng tương tự như vậy đúng không ạ. Dòng tiền vào từ những cây này, chúng ta vào từ những cây sau, sau một cây, sau cây tiền to đúng không ạ. À, chúng ta vào đúng thì là vào cây này nhưng mà không sao cả đúng không ạ, chúng ta vào từ cái cây này, cái cây lúc giá 22 gì đó đúng không, phí anh em ở trên tất cả các vùng cộng đồng đúng không ạ. À, quá là ok luôn. Thế còn này anh em tiếp tục nắm giữ, tiếp tục gồng khi mà lợi nhuận đệm của chúng ta đã được khoảng tầm 15% ở trong trung hạn thì hoàn toàn những cơ hội ở trong trung hạn có thể lên được những cái vùng 30, 30.5 hoặc là đến cao hơn là đến đỉnh cũ ở trong trung dài hạn là đầu sắt đầu 4, cuối 3 đầu 4. À, đầu 3. Đầu 3 nhưng mà sắt đầu 4 dạ, 35 đến 40. À, anh em là có hàng tiếp tục cả nắm giữ nhé. Dược Việt Nam này, còn DVN cũng là một cổ phiếu
mà nó cũng đang có một cái sóng tương đối tốt này, nó tương tự như vậy đúng không ạ? À, phiên hôm vừa giờ nếu mà anh em nào bắt sớm là cũng có thể bắt ở giữa này. À, những cái mã mà thuộc sàn upcom như này thì anh em phải mua nó tương đối nhanh, nhưng mà tỷ trọng chúng ta tham gia cũng vừa phải thôi. Con này nó cũng có một cái kênh, kênh này là kênh 3 năm đấy, nó bắt đầu nó phá này chị này, đúng chưa? Kênh 3 năm đấy, đúng chưa? Phá kênh 3 năm đối với DVN. DVN anh em hoàn toàn rung lắc quanh quanh vùng 22, chúng ta mua dần. Mua từ 21.5 đến 22. Con này có thể là nó sẽ rung lắc do là nó sản upcom. Nhưng mà dòng tiền đối với DVN nó đang em đánh giá là tương đối tích cực ở trong chung và dài hạn. Em vẫn nói với anh em khách hàng hay là anh em ở trên room cộng đồng ấy, chúng ta vẫn nói với nhau là ở đâu có tiền ở đâu có sóng đúng không ạ, ở đâu có dòng tiền ở đâu có sóng đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta thấy là Rực Việt Nam nó có cái dòng tiền tham gia rất tốt từ cái thời điểm cách đây còn tầm hơn một tuần. Đấy, cái điểm vào đẹp nhất là những cái điểm như này, cái điểm test lại cũng là những cái điểm đẹp đúng không ạ? Không là ngày hôm qua là cái điểm breakout qua 21.5 mà chúng ta canh mua. Đấy, mua gia tăng ngày hôm qua là đẹp nhất, còn mua mới thì chúng ta mua thì trọng vừa mà. Và bây giờ không mua thì chúng ta rung lắc chúng ta mua. Cái cơ hội phá cái kênh 2 năm đang rất là sáng, chúng ta 3 năm 2 năm đấy, từ 2021, từ tháng 9 2021 là bây giờ đến tháng 6 2024 là gần 3 năm, một cái kênh gần 3 năm. Tất nhiên thì nó cũng hơi bó cung do nó thuộc sàn upcom nên là tỷ trọng chúng ta tham gia với một cái lượng nó vừa phải chắc. Đấy, tương đối ok đấy anh chị. CMS, xem CMS là gì đây? Đó, CMS cũng đã có, cũng có những cái dấu hiệu dòng tiền tham gia này, thanh khoản 6 tỷ. Đó. Đúng không ạ? Nó cũng bao cung. Đấy. Rất nhiều cổ phiếu nó cũng có lực cầu vào. Anh em nếu mà muốn thì anh em có thể vào trước tỷ trọng nhỏ. Đấy. Vào trước tỷ trọng nhỏ được. Đấy. Giá 14, 15 là giá 14 cộng trừ 14 14.5 quanh quanh đây cũng hơi bao cung nha. Bao cung anh em vào ít. IAG hôm vừa giờ là hôm thứ sáu là nhiều anh chị hỏi có mua không, em bán mua được nó trần. À, còn chứng khoán Bảo Minh ngày hôm trước cũng có nói với anh em rồi đúng không, còn BMS này hôm cuối tuần vừa giờ cũng phí với anh em thứ sáu phí với anh em từ cái chỗ này. Cũng đã lọc ra từ cái thời điểm cây này. Đấy, một hai cây này nó lọc ra và cũng đang ngấp nghé vượt cái kênh 2 năm, gần 2 năm, kênh 1 năm đúng không ạ? Đấy, còn cây đây là kênh kênh 2 năm của nó đây. Đấy, cũng đang ngấp nghé vượt cái kênh 2 năm luôn từ 2022 mà đến 2024. Đấy, thanh khoản bắt đầu cải thiện đáng kể hôm tuần vừa giờ. Đấy. Những cái dấu hiệu nó xuất hiện từ khung thời gian nhỏ là khung daily nó sẽ đồng thuận với khung thời gian tuần hay khung thời gian tháng khi mà nó sẽ confirm nó vượt được cái cản chéo này. Đã, hiện tại thì khung tuần thì nó chưa vượt. Đây nó đang ở đúng cái chỗ đó nhưng mà cái khả năng vượt nó sẽ tăng lên đáng kể khi mà cái dòng tiền nó tham gia trở lại và trước đó nó cân bằng được. Cân bằng ở đây là nó tạo ra những cái nến thanh khoản thấp và giá tương đối thấp, tức là nó cân bằng tạo ra cái nến Boji đấy. Còn nhìn thấy ở những cái vùng như này thanh khoản tương đối thấp và chủ đạo là đi ngang và trước đó chúng ta cũng thấy nó có một phần nào đó và lực cầu nó quay trở lại. Dạ, đấy, mặc dù là nhìn khung tuần nó chưa quá rõ ràng nhá, chưa quá rõ ràng nhưng cái, chúng ta nhìn khung ngày thì 3 phiên gần đây nhất thì cái cơ hội nó sẽ sáng lên rất là nhiều vào những cái tuần tiếp theo nếu mà nó vượt được cái vùng 12.5. Đấy, thì ở vùng này nếu anh em đánh đánh vừa phải và đánh tầm gọi là một cái sóng ngắn ngắn khoảng tầm một vài tháng, em đánh giá ở vùng này nếu rung lắc chúng ta vẫn canh mua được cho anh em mà chưa mua. Thực ra con này thì chỗ này đã phím đổi nhá. Một chỗ loanh quanh vùng 11.3, 11.5 thì đã phím anh em rồi. Phím ở trên livestream rồi. Lúc đó nó có giá đó. Con này con BNA nó anh em rồi. Đúng không ạ? À vốn thì các anh em cũng đi vừa phải thôi. Đó. BMS có mật vài con chứng khoán chạy sau như TVS, BMS rồi là TCI. Đấy, TCI này anh em vẫn mua được này. Đấy. Đấy, đang test lại này. Lên đỉnh cũ test lại này, hoàn toàn đây chúng ta vẫn nhận định bình thường, được chưa? Bình thường anh em nhá, khung tuần của nó cũng đang gấp nghe cái việc mà phá một cái kênh khá là dài.
chợ thanh khoản cũng bắt đầu cải thiện, cũng là chỉ là cải thiện thôi, chưa đột biến, thì chúng ta có thể hẹn lại được bắt đầu nó phá cái kênh đấy, nó phá lại cái đỉnh cái đỉnh hai phiên là phá lại 12.5 thì chúng ta sẽ ngồi thêm đấy, có DCI thì giá thì tốt hơn, nhưng mà cái động lực tăng chúng ta có thể là phải chờ thêm một chút nữa. Còn BMS hay là TVS thì nó đã có một cái động lực nó tốt hơn. HAH chúng ta thấy ở đây cũng có một cái lực cầu tốt vào cái phiên cuối tuần đúng không ạ? Thanh khoản là 143% trung bình 20 phiên. Thì HAH thì hiện đại cũng đã mua từ cái chỗ này rồi, cũng nói với anh em rồi, mua lân quanh vùng 42 từ khá lâu rồi, gần một tháng này rồi mà cũng chưa ăn uống gì. Đến cái phiên hôm cuối tuần vừa rồi nó cũng bắt đầu có một cái lực cầu nó tốt lên. Đấy. Cái cơ hội nó bước vào một sóng tăng đang rõ ràng hơn khá nhiều vào giai đoạn gần đây. Trước đó thì cũng xuất hiện cái áp lực bán này, cái cây bán này, nhưng mà nó cũng cân bằng lại, nó không bị mất những cái vùng này, thì vẫn báo anh em là chúng ta cứ kệ cho nó cơ hội. Thì bắt đầu có những dấu hiệu tích cực dần lên ở phiên cuối tuần khi mà thanh khoản cải thiện, giá tăng cũng tương đối tốt 3,8%, và trên kênh trung hạn thì nó đang ngấm gọi là ở cái ngưỡng gọi là cái ngưỡng cửa sóng mới. Đấy, cửa sóng mới quanh vùng 45. Đấy, nếu nó vượt được vùng 45 đóng đến tuần tới ở trên 45 đấy, với một cái thanh khoản tốt thì cái cơ hội nó bước vào một sóng tăng ở trong trung hạn và tương đối sáng. Và cái sóng tăng này thì chúng ta kỳ vọng đầu tiên nó sẽ là vùng đỉnh cũ ở trong trung hạn, dài hạn là quanh vùng 55 đến vùng 60, tức là tạm thời vượt đỉnh 45 thì 55 60 khoảng tầm 10 giá đến 15 giá, còn xa hơn nếu mà nó vượt được cái đỉnh này thì cơ hội nó tiếp diễn cái xu hướng này. À, cái xu hướng nó tạo ra một sóng 1, sóng 2, sóng 3 và sóng này là có thể vượt đỉnh. Cái chuyện này thì chúng ta đợi sau một chút, thì tạm thời trên khung khung ngày hay khung tuần tới, trong cái thời gian tuần tới thì chúng ta sẽ quan sát xem nó có vượt từ vùng 45 46 hay không. Nếu vượt được thì tạm thời chúng ta sẽ kỳ vọng lên cái vùng 55 60 này. Anh em chưa có hàng thì chúng ta cũng có thể là canh mua quanh đây thì trọng vừa phải trước đó. Còn anh em đã có hàng ở ở team em đại rồi thì chúng ta tiếp tục nắm giữ đó, và chờ đợi. À, nếu mà chưa gia tăng thì là đợi vượt đỉnh tăng, còn đã gia tăng rồi thì tiếp tục nắm giữ. À, thực ra nó đã vượt được cái đỉnh của tầm 2 tuần gần nhất, cũng là một cái dấu hiệu nó khá tích cực rồi, đóng nến nằm trên là 43.6 43.7 là tương đối tích cực đó. 20 anh em nó xem rồi, anh em mà chưa like thì like gọi em đại nha. Đấy. NHA phiên cuối tuần vừa giờ là cũng bị có một cái áp lực bán này. Con này thì anh em cứ đợi thôi. Bây giờ mua thì tương đối khó. Sau khi bán ngược cái cây cuối tuần vừa giờ nhưng mà nó chưa thủng nền thì trung hạn thì chúng ta vẫn giữ thôi. Nha. Mà tim thì con này là mua từ đây cứ bán một phần hai ở đây rồi. Được thực ra là mua ở đây này, bán một phần hai đây này, mua lại một phần hai đây này, bán lại đây này, bán lại 2 vòng rồi đấy. Cái lượng hàng mà đang có vẫn còn nguyên hàng, còn nguyên 1/2 hàng là hiện tại là nhuận nó được khoảng tầm 64%. À, hôm trước nó lên 70% rồi, dính 2 cây. À, dính 2 cây thì nó giảm đi, nhưng mà nó chưa gãy cái này này thì anh em cứ nắm giữ thôi nhá, còn mua mới thì là không mua rồi nhá, đúng không? Này, vậy cái này này thì là bán bớt tiếp. Dạ, chưa gãy thì kệ nó, bao giờ là gãy cái đường kỳ run này thì chúng ta sẽ bán bớt, hạ tiếp và là đợi xuống dưới chúng ta mua lại. À, bây giờ thì không mua nhé. À, lỡ nhỏ nó đang ok rồi thì kệ nó thôi, chỉ nó có chỉnh thì cũng chỉ bớt lãi đi thôi đúng không? Mua thì là mua cái kiểu mua nó không còn hợp lý nữa rồi. VAB cũng là một cái cổ phiếu mà thuộc cái sàn upcom và cũng đang có cái lực cầu khá tốt. Thì bây giờ cái cổ phiếu này nếu anh em thích mua thì lúc lắc cũng đã có thể cánh mua được. Cái sóng sánh của nó cũng đang thấy tương đối tích cực, tương đối là ổn. À, mua vừa phải. MPC này, MPC này là cũng là upcom đấy, rung lắc anh em có thể nhận định được nha. Đấy, chúng ta nhìn cái kênh chung dài hạn của nó cũng đang có một cái trạng thái tích lũy rất là tốt đấy, khung tuần và khung tháng này. À, cái kênh tháng này nó rất nhiều cổ phiếu nó đang có cái theo cái mẫu hình như này, nó có cơ hội bước vào một sóng tăng ở trong trung dài hạn. Thì với MPC ở quanh quanh đây là 18.5 cộng trừ hoàn toàn anh em có thể canh mua trước một phần. Dạ, canh mua trước một phần thì chạm vừa phải, upcom đánh vừa phải thôi ạ. HMG tiếp tục trần, Sapeco thì tiếp tục tăng thì chúng ta biết rồi.
IPA. Tích phiên hôm vừa giờ là cũng có một cái gap lên đúng không? Đấy, tạo cái đồ gì nhưng mà cái gap này mua thì cũng tương đối khó. Hôm livestream hôm hôm qua thì đầu tiên sáng nói với mọi người rồi đúng không ạ? Phát tiếp tục một ông Venny tiếp khá nhiều của Venny đoạn này nó cũng cầu tốt. Phát này anh em đánh cà phê cà pháo rồi cầu cũng tương đối ổn nhưng mà nó bao cung đấy. Đạn Cà Mau này, BFC này, cái con phân đạm này nó vẫn giữ sóng tốt này. Một cái cổ phiếu mà team em cũng đang quan sát rất là kỹ và bắt đầu cho mua thăm dò là con ABF. Tỷ trọng tham gia trước cũng vừa phải thôi, anh em cũng có thể tham khảo con đường này nhé. Đấy, quanh quanh cái vùng này, bắt đầu có chút cầu quay trở lại. Và cái kênh chung dài hạn của nó, anh em nhìn nó đợt trước nó có chỉnh kinh khủng quá này lại. Đây, chúng ta phải zoom nó rất lớn lên chúng ta mới thấy được. Đây anh em này. Trở lại. Cũng có một cái kênh thanh khoản thì chưa quá đột biến. Đó. Nói chung là cũng thăm dò trước thôi anh em nhé. Đây. Penny mà. Thăm dò ít thôi. Phiên tuần vừa giờ thì thanh khoản 18 tỷ. Không được nhiều lắm. Phiên hôm qua thì là 3 tỷ 8. 4 tỷ. Phiên hôm trước thì 7 tỷ. Rồi, ABF, Đạm Phú Mỹ, Đạm Cà Mau thì báo anh em lâu rồi, bây giờ thì chúng ta cứ nắm giữ thôi, đúng không ạ? Cứ thế nắm thôi chứ có vấn đề gì đấy, không có vấn đề gì đấy. Đạm Phú Mỹ thì phân tích anh em được cái chỗ này cơ. Cũng báo anh em gầm, còn team mua thì mua từ tận đây cơ. Mua từ 35.5, à 34.5 đến 35 chỗ này. Đúng không ạ? Thì bây giờ nó là 3, 39, hoặc 38, 95 là 39. 35, 39 là 4 giá, ở trên 10%, ở trong khoảng 15 phiên. Cũng tương đương đúng không ạ? Đấy, con này thì cũng nói với anh em về cái câu chuyện về mặt chung dài hạn rồi, phân tích rất là kỹ ở chung dài hạn rồi, chúng ta cứ tiếp tục view thế thôi chị đó. Đấy, thanh khoản tháng này hay là tháng sau nó phải nổ mạnh lên thì lúc đó nó xác nhận nó vượt cái vùng 41.5 42 này thì cái cơ hội nó vào một cái sóng tăng mạnh ở trong chung dài hạn nó sẽ sáng hơn rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta cứ thế chúng ta gầm thôi. À, chẳng. Rồi, đó là những cổ phiếu mà có cái dấu hiệu cải thiện về mặt thanh khoản thì chúng ta thấy ở đây thì không có nhiều cổ phiếu vốn hóa tầm lớn do cái phiên hôm cuối tuần thì là cái phiên mà thanh khoản tương đối thấp. Lúc nãy chúng ta nói ở hướng trên rồi, thanh khoản thì tương đối là thấp. Nó chỉ có gần 700 triệu đơn vị, trung bình những cái phiên gần đây nó khoảng tầm 900 triệu đơn vị. Đây là những cổ phiếu chủ yếu là cổ phiếu vốn hóa tầm vừa và nhỏ, cổ phiếu có thanh khoản tốt lên. Và một số cái kèo cũng đã chia sẻ với anh em rồi. Thì ngày hôm nay chúng ta thấy có một vài cổ phiếu mà chúng ta có thể chú ý nếu mà anh em thích mua, ví dụ như là Dược Việt Nam này, DVN Đông Lắc này, ví dụ như là T Thành chứng khoán Thành Công là TCI này. Đấy. Rồi là BNA Đông Lắc này. Đấy. Rồi là ABF. Đấy. Hôm trước còn có nói với anh em cổ phiếu FOC cách đây khoảng tầm 4 5 hôm ấy, nhưng mà giờ nó chạy nó rồi thì giờ chịu rồi. FOC cũng là cổ phiếu của họ nhà FPT đấy. Bây giờ thì nó chạy nó rồi. Nó dựng ngược lên luôn ạ. Khó mua, không mua được nữa. Con này phải ra quyết định nhanh, không ra quyết định thì thôi là bỏ thôi. Đúng không ạ? Đấy. Ở đâu có tiền, ở đâu có sóng chị ạ. Sau cái trạng thái tích lũy, tiền nó vào mạnh là khả năng bắt đầu có sóng to. Đúng không? Ở đâu có tiền là nó có sóng. Tiền vào mạnh hoặc quá mạnh luôn. Bình thường nó chỉ có đây, cái đoạn cách đây một tháng chỉ có một phiên nó có 200-300 triệu, có những phiên thì còn là có mấy chục triệu, có mấy triệu này, 50 triệu này, đúng không? Đấy, 50 triệu, 70 triệu, phiên bắt đầu lớn lên là khoảng tầm 300-400 triệu, rồi đến đầu tháng 5 nó lên là 6-7 tỷ, còn bây giờ nó là khoảng 20 mấy tỷ, đúng không ạ? Đó, ở đâu có tiền ở đâu có sóng. Đoạn trước thì có thể là đoạn này là không ai dám đánh nó vì nó bao cung như này, đúng không? Và đến chỗ này là nó tăng gọi là dựng ngược lên như này thì bây giờ anh em lại thấy nó ngon đúng không? Đấy, thực ra thì bây giờ mua thì về mặt chung dài hạn thì cũng mới tăng thôi đúng không? Đấy, là mới tăng thôi nhưng mà cái rủi ro trong ngắn hạn nó cũng đang tiềm ẩn nên là em cũng sẽ không mua. Anh em nào liều thì đúng lắc tham gia thôi. Đấy, nó không thuộc cái chiến lược theo đuổi.
À, không tháng của nó cũng cũng ok này đúng không ạ? Đấy. Rồi, đi sang cái phần biểu đồ anh chị em nhé. Tuần trước thì chúng ta hay là những cái phiên gần đây cũng có chuyện với anh chị em về cái việc là thị trường vẫn đang trong một cái biên hỗ trợ là đầu tiên bây giờ là vùng 70, 1270 cái chỗ này đúng không ạ? À, sau đó là 1250 kháng cự là 1300, thì những cái phiên gần đây thì thị trường nó cũng chỉ sideways một cái biên tương đối hẹp, đó là hỗ trợ D cộng là vùng 77 78, kháng cự là vùng 93 94 đúng không? Biên cực kỳ hẹp có mười mấy điểm thôi, nên là khi mà nó chưa phá cái biên nào trong cái biên tương đối hẹp này, chúng ta cũng chưa 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 quá quan ngại về cái việc thị trường tăng mạnh hay là giảm mạnh chính nào. Đấy, bao giờ nó phá, ví dụ như phá cái vùng cái biên dưới là vùng 78 và sâu hơn là phá vùng 70 thì vị thế ngắn hạn anh em nên quan sát và cẩn trọng hơn. Còn nó phá cái biên trên vùng 94 95 với một cái động lực tốt từ những cái nhóm ngành tốt thì hoàn toàn chúng ta vẫn có nắm giữ. À, hiện tại thì cũng chưa có điều gì quá là đặc biệt khi mà có một cái phiên này nó cũng có cái dấu hiệu rút chân lên. Đó là về mặt thị trường anh chị nhá. Thì hôm trước cũng đã thấy cái dấu hiệu tạm thời tương đối ổn khi một số cổ phiếu ngân hàng cách đây 2 3 hôm cũng nói với anh em về một số cổ phiếu ngân hàng như SVB, SHB, OCB, MSB, VP Bank nó cũng có những cái lực cầu khá là tốt. Thì chúng ta cũng đang tạm thời yên tâm về mặt thị trường. À, còn về mặt chỉ số chung thì cũng chưa có những cái dấu hiệu nào quá là phức tạp. Anh chị nhá. Đấy. Bao giờ thị trường có thể hiện tốt thì chúng ta tiếp tục hold và tiếp tục mua vào. Bao giờ thị trường có thể hiện xấu, tức là nó phá đi những vùng hỗ trợ, thì chúng ta sẽ canh để quản trị rủi ro hoặc là thu hẹp lại cái quy mô vốn. Anh chị nhá. Còn cái thời điểm hiện tại thì cũng chưa xuất hiện một cái tín hiệu nào mà chúng ta phải đáng quan ngại cả. À, anh em nhé, để chia sẻ anh em một cái trạng thái nó không nghiêng vào bên FOMO là mua vào để ăn đại sóng, cũng không nghiêng vào cái bên là thị trường tạo đỉnh và có thể điều chỉnh. Anh chị nhá, tại cũng không em bản thân em cũng không đoán thị trường đi lên hay đi xuống. Ở những cái vùng như này anh em đánh ngắn hạn thì chúng ta mua ít lại, mua ít lại do cái vùng cản của chúng ta là 1300 nó vẫn đang hiện hữu ở đây. Ưu tiên là giá đỏ mua và ưu tiên rất quan trọng đó là cổ phiếu có dòng tiền, có kênh tốt, có xu hướng tốt, cơ hội ở trong trung hạn. À, giai đoạn khoảng tầm hơn một tháng vừa qua thì vẫn nói với anh em cái điều đó, ở đâu có tiền ở đó có sóng anh chị nào. À, thì chúng ta tập trung vào những cổ phiếu có dòng tiền và những cái trạng thái cái chiến lược nó rất là ưu việt trong hơn một tháng vừa qua và cũng đang đem lại cái lợi nhuận rất là tốt. Thì anh em có thể là tiếp tục theo chiến lược nếu mà thị trường tiếp tục sideways ở cái biên như này, thậm chí nó về đến cái biên 50 phía dưới này, mà chúng ta vẫn có thể canh mua những cái cổ phiếu nào mà nhịp vừa giờ tăng mạnh và thị trường điều chỉnh về vùng 50 thì những cái cổ phiếu đó có thể nó điều chỉnh về những cái vùng test lại những cái vùng hỗ trợ, những cái kênh sau anh canh mua được. À, còn thị trường nó tích lũy ở đây xong mà nó phi lên thì chúng ta có thể là tập trung vào những cái nhóm mà có thể sẽ là dẫn dắt cho thị trường trong giai đoạn sắp tới. À, và cái điều này thì em cũng đã nói rồi là chúng ta có thể chú ý một số cổ phiếu banh, một số cổ phiếu thép và có thể là một số cổ phiếu của nhóm điện bao vùng này, hay là một số cổ phiếu của nhóm phân đạm đúng không ạ, như là đạm Phú Mỹ, đạm Cà Mau nó rung lắc và chúng ta hoàn toàn giải ngạch, sau đó là nó phá đỉnh đi lên thì thị trường tiếp tục là tích cực và những cổ phiếu đó nó bắt đầu bước vào hồi sóng. À, chị nhá. Dạ. À, về mặt thị trường thì anh em cũng không phải 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 lo ngại cái việc của nó xấu, cũng không phải là FOMO khi mà ở đây nhiều người nhận định ở đây là chân sóng thần, nhưng cũng nhiều người nhận định là ở đây là đỉnh đấy, nó bị sự điều chỉnh mạnh đấy đúng không ạ? Thì em cũng ở trạng thái trung tính, không nghiêng bên nào. À, bao giờ thấy thị trường có thể hiện ra ở trên đồ thị thì chúng ta sẽ hành động theo như vậy. Dạ. Ban đầu thì em đang thấy những cái cổ phiếu của nhóm ngành banh
đang bắt đầu có những dấu hiệu nó ổn dần. Cách đây khoảng tầm hơn hơn một tuần đó, hơn một tuần trước thì cũng chia sẻ với anh em đó là đây, khi mà cái áp lực bán gia tăng ở những cái phiên này đấy, nhưng mà sau đó nó cân bằng lại được ở chỗ này, chúng ta nhìn thấy nó cân bằng lại được cái chỗ cái đáy này anh chị. Đây là cái trạc chung của nó ngành banh ngày 14 tháng 5 này đấy, thanh khoản rất là thấp, rồi sau đó nó về đúng cái chỗ đó, nó có dấu hiệu hồi phục, tạm thời chúng ta mới gọi nó là hồi phục thôi anh chị ta. Đấy, hồi trở lại, còn nó vào một sóng tăng hay chưa thì chúng ta vẫn phải chờ, nhưng bắt đầu có những dấu hiệu tích cực về mặt thanh khoản, chúng ta thấy những cây nến xanh thanh khoản tốt lên, và cũng có những cổ phiếu nó tốt hơn hẳn, tốt hơn hẳn cái nhóm chung, cái mặt bằng chung ở đây chúng ta có thể kể đến như là FTB, tốt hơn hẳn cái nhóm cái mặt bằng chung của cả nhóm. Chúng ta thấy đã có một cây nến trần, hàng về thì áp lực bán không nhiều và tiếp tục một cái xu hướng tốt khi mà phiên hồi tháng 6. Ngày hôm qua thì đám nến ở quanh Doji, quanh tham chiếu đúng không ạ, biên tương đối hẹp và tiệm cận lại cái biên trên này. Đấy, cái biên trên vùng 31.5 đến 32 vẫn là cái vùng cản lại. Tuy nhiên với cái phản ứng như thế này thì tạm thời em thấy tương đối ổn. Và một cái điều với STB em thấy tương đối quan trọng đó là cái phiên ngày ngày 2 tháng 4 là cái phiên mà thanh khoản lịch sử của nó cao nhất, lịch sử của nó trên 100 triệu đơn vị. Cái phiên hôm đó là nó chiếm, em nhớ là nó chiếm phần lớn, chiếm cái tỷ trọng rất là lớn của toàn thị trường ấy. Thì hai cái phiên màu đỏ này là hai cái phiên mà hai cái phiên nến đỏ này, ngày mùng 4 và ngày mùng 5 là hai phiên, và chính cái phiên này tác dụng em đánh giá là cái phiên này một số người mà múc cái phiên này là đã ra hàng ở hai phiên này, nhưng ngay sau đó cái phiên ngày mùng 6 tháng 6 nó lại vượt lên được, đóng nến được nằm trên 30 đúng không ạ, cái cây này là cái cây loanh quanh khoảng 30, đóng nến nằm trên 30 là tương đối tích cực. Chặng thời em thấy STB đang có một cái vận động tương đối tốt. À, anh em nhé, đấy với cái vị thế như này thì anh em mà đánh chung dài hạn thì nó rung lắc quanh vùng 30.5 30.7 này, anh em vẫn có thể canh mua với tỷ trọng nhỏ trước và đợi nó vượt đỉnh ra ngồi thêm. Đấy, thứ hai đó là SHB. SHB cũng có một cái phiên ngày mùng 6 tháng 6 thanh khoản vào khá là tốt, ngày mùng 7 thì áp lực bán không nhiều, đấy đang tiếp cận cái biên trên. Quan trọng hơn nữa là những khung thời gian, khung tuần và khung tháng nó đang ở trong một cái trạng thái là tích lũy rất mạnh, một trạng thái tích lũy rất mạnh, thì khi mà nó bung được lên thì nó sẽ có một cái tín hiệu rất mạnh. Đấy, thì chúng ta đang đang chờ cái tín hiệu đó. Thì tạm thời ở cái thời điểm này anh em mà chưa mua thì chúng ta cũng cứ mua vừa phải thôi, đã có hàng rồi thì chúng ta vẫn cứ phải chờ xem là bao giờ nó confirm nó phá được cái đỉnh 12.2. Thì tạm thời em thấy những cái vận động như thế này đối với SB là tương đối ổn. Thứ ba đó là OCB, cũng là một cổ phiếu bắt đầu có lực cầu khá tốt. Con này thì không được nó với 50 nhưng mà cái vốn hóa nó cũng ở cái tầm khá khá đúng không ạ, tầm khá thì cũng thấy được cái tuần này là một cái tuần thanh khoản khá là tốt của OCB. OCB đang khá tốt, trong tuần trong tháng đang vẫn có cơ hội, cơ hội đang bắt đầu cao dần lên, khi mà tiệm cận lên vùng đỉnh thì áp lực bán không nhiều và đi ngang vào đây là thứ tư rồi. Là thứ tư nó là MSB. Con này thì cũng nói với anh em mấy hôm rồi. Thì động lực của thị trường thì em đang kỳ vọng cái nhóm này, nhóm banh này, 5-6 cổ phiếu banh thì em vừa nói. Cái nhóm thứ hai đó là nhóm thép, em cũng đang kỳ vọng với đầu tiên là Hòa Phát. Sau một cái nhịp tăng ở trong ngắn hạn, cái đoạn trước thì có báo anh em múc ở chỗ này khá là nhiều này. Em nhớ cái đây khoảng tầm một tháng trước thì báo anh em ở chỗ này đấy, cầu vào bắt đầu khá là mạnh, nếu anh em múc thì đã múc rồi, còn bây giờ thì anh em chưa mua thì chúng ta cũng có thể thăm dò quanh cái vùng này. Bắt đầu nó cũng có một cái nhịp tích lũy nó khá là lâu rồi, chúng ta cũng thấy cái điều cũng khá quan trọng đó là cũng có những cái biên cầu vào trở lại bên Hòa Phát. Đấy, nhìn vào kênh trung hạn thì nó cũng đang ở sát một cái vùng cản này, có một cái vùng cản này, thì những cái tuần tiếp theo nếu mà nó vượt được cái vùng cản loanh quanh cái vùng giá 30 đến 30.2 này, đấy, nằm đến tuần nằm trên được cái vùng đó và thanh khoản tích cực hơn thì cái cơ hội tiếp diễn xu hướng là tương đối sáng để ra. Đấy, trước đó thì trước khi chia ấy, thì cái giá chỗ này nó là giá 29-30 này, thì này đấy, chỗ này em nhớ chỗ này là 29-29.5 gì đó, lên chỗ này là 30. Đấy, thì bây giờ sau khi chia thì bây giờ nó mới là 29 thôi. Đấy, nó chia hình như nó chia chia mất ba giá gì đó, sau chia nó mất ba giá. Đấy, thì bây giờ nó mà vượt được cái vùng 30 30.3 thì cái cơ hội tiếp diễn xu hướng cho trung hạn tương đối sáng.
các cái ông mid cap của nhóm này như là Nam Kim hay là Hoa Sen cũng bắt đầu có những cái cầu quay trở lại và đang tiệm cận lại sát cái biên trên của cái biên tích lũy ở trong ngắn trung hạn. Đấy. Những cái mã này thì cũng đã khuyến nghị đến anh chị em mà chúng ta có thể canh mua tỷ trọng vừa phải trước và chờ đợi những cái nhịp vượt đỉnh nó gia tăng thêm. Đã. Nam Kim Hoa Sen. HR. Đấy, cứ cực nhau thôi. Đấy, anh em mà có hàng thì cứ tiếp tục nắm giữ. Chờ đợi nó phá mạnh lên tiếng ra rồi thêm. Còn chưa có thì cứ rung lắc quay quanh đây cũng là cánh mua chậm tỷ trọng vừa phải trước chờ đợi những hiệu tích cực. Thì đó là hai cái nhóm mà em vẫn đang kỳ vọng rất là lớn cho cái nhịp sắp tới, nhất là cái thời điểm vào tuần tới anh chị em nhé. À, bây giờ nhóm banh nó phải phá được cái cản này thì nó mới ok này. Bất động sản cũng vậy, bất động sản thì thanh khoản mấy phiên ở tầm 20 phiên gần đây thì tương đối thấp, đang thấp dần, cần một cái cây nó thanh khoản lớn hơn nữa, tạm thời vẫn phải chờ thôi. À. Dầu khí thì form của nó vẫn ok nhé, có hàng nắm giữ, mua thì phải đợi rung lắc thôi. Thép thì vừa nói rồi ạ. À. Hóa chất thì vừa nói cả Phú Mỹ đang Cà Mau à. Bảo hiểm thì vẫn ok, anh em có hàng thì tiếp tục nắm giữ này. Công ty chứng khoán này cũng đang chủ đạo là tích lũy thôi. À, cần có một cái cầu vào mạnh thì lúc đó nó phá lên. À, cầu vào mạnh những cái cổ phiếu vốn hóa tầm lớn như là SSI, VND, VCI đó, thì cái cơ hội viễn xu hướng nó sẽ sáng hơn. Đó. Chào 21 anh em đang xem nhá. Xin chào anh Phạm Thiên Đồng Minh này, anh Tuấn Xuân này. HNG22 mới 50%. Cũng đợi thêm cũng được nhá. Đấy. Còn nếu đúng thì cây này cũng có thể mua thêm được rồi này. Cây vượt này này. Cây mùng 4 tháng 6 này. Đấy, nó vượt 22.5 là nhồi thêm được. Đấy. Và bây giờ chưa nhồi thì lại đợi thêm, nhồi thêm, đợi nó phá hẳn đi 24 thì nhồi thêm mày nhá. Cây này là cây cũng là cây một cái phá nền này này đúng không, 22.5 là nhồi thêm được. Bây giờ này hoặc test lại 22.5 thì mua thêm một ít đấy, hoặc là phá đỉnh lên là mua thêm, và hai cái chiến lược như vậy nhá. Điều chỉnh cũng mua thêm được, phá đỉnh cũng mua thêm được. Cái đoạn chỗ này thì cũng nói với anh em là thích mua thì chúng ta thăm dò quanh vùng 21 năm đến 22 cái ô xanh xanh này. Nói với anh em cái đây khoảng tầm 2 tuần gì đó. Và khi nó phá đỉnh trong ngắn hạn thì ngồi thêm. À, trung hạn thì nó vẫn đang có một cái này. Đang này, nó có một cái ngưỡng này. Nếu mà xét về cũ rũ lại tiếp, nói với anh em đúng không? Đây, xu hướng cũ nó đang tương đối ổn. Cũng có những cây cầu vào lại đây, là những cầu vào lại này. Sau đó nó cân bằng được này. Đấy, suốt một tuần nó cân bằng thanh khoản thấp, bắt đầu cầu lại tiếp tục nhảy vào đúng không. Đấy. Bây giờ chưa gia tăng thì anh đợi thêm chút nữa, anh em like đấy nhá, anh em like anh comment đăng ký nữa chứ. Anh em nào thích cổ phiếu tầm vừa vừa nhỏ nhỏ thì em cũng đang ngắm một cái mã mà tôi đang có một cái form rất là đẹp. Còn rất là đẹp trong ngắn trung hạn, bắt đầu cầu nó cũng vào rồi đấy, bắt đầu cầu nó cũng vào rồi. Anh em nào mà thích cổ phiếu muốn nói tầm vừa và tăng mạnh đấy, có cơ hội tăng mạnh đấy, team em mình cũng đã thăm dò rồi đấy, bản thân em đã thăm dò rồi hôm qua rồi đúng không. Để anh em like đi nhá. Anh em like nhá. Rồi. Cầu cũng vào rất là tốt rồi. Cái đoạn trước nó cũng có chút cầu rồi. Mà đoạn này là cầu tiếp tục quay trở lại. Đấy, và có cơ hội bước vào vì sóng tăng ở trong trung hạn, dài hạn luôn. Đấy. Bây giờ đang là 18 like đúng không ạ?
Anh like được 30 like nhá, chỉ chia sẻ nhá. Có người một like là đủ. DG29. DG thì chưa thấy tiền. Bây giờ chưa thấy tiền thì tỷ trọng lớn thì hồi lên thì hạ bớt nhá. À, ví dụ hồi lên lại 285 hay 285 đến 29 phải bỏ hòa vốn. Nếu mà cái cầu nó không mạnh nhá, tức là nó cứ thanh khoản nó cứ kiểu như này mà nó hồi lên đến tầm 285 29 thì canh hạ bớt. Còn mà nó cầu vào mạnh nó phá thanh khoản lớn lên ấy, nó phá, ví dụ bây giờ nó đang 7 triệu đúng không, mà thanh khoản nó tầm khoảng tầm 40 triệu mà nó phá được lên 129 thì lại giữ. Đấy. Chị Lê Thị Loan nhá. Đấy. Mọi người like nhá, 30 like sẽ có cổ phiếu tốt ở trong trung và dài hạn. Đấy. Vốn hóa vừa vừa thôi. Em cũng báo cáo mọi người là em mới vào hôm qua rồi. À, vào trước một có lệnh trong room khách rồi nhá, có lệnh trong room khách rồi. À, nhưng mà mới là mua rải mua thăm dò thôi, vẫn là đang mua. DG thì mấy cái ông kiểu DG, PDR này thì thích thì anh em thăm dò thôi. Đấy, và cũng đã chia sẻ rồi, mà cầu nó chưa vào thì thăm dò thì cũng chưa biết khi nào nó tăng cả, thì phải chấp nhận nó chôn vốn thôi. Đó, đi nhanh lọc nhanh một chút nhá, đi qua nhá. Banh thì nói rồi, thì chứng khoán thì nói rồi, chứng khoán thì có mấy ông penny thì nó ổn hơn. Vâng. Đây. BMS, TVS rồi là TCI rồi là HBS này, thì penny bên nổ này. TCI này. Đấy, còn đối với ông to như là SSI, VCI, HCM thì bây giờ nó phải có cầu nhá. Bao giờ nó có một cái cầu khỏe khỏe thì chúng ta mới bắt đầu tham gia. Đấy, những SSI thì nó không có cầu rồi. Thanh khoản nó cứ eo uột đúng không? Đấy, bình thường là trung bình 20 phiên là 13 14 triệu, cuối tuần vừa giờ nó có 6 triệu, còn nó nửa. Nghĩa là không có tiền thì hơi khó lên. Đấy. Giữ thì anh em vẫn giữ thôi, thì bây giờ nó cũng chưa biết khi nào nó tăng. Đúng không ạ? Đó. Bán thì sợ tăng, mà không bán thì lại sợ giảm. Nên là bây giờ anh em có hàng mà nó tỷ trọng nó ít thì chúng ta cứ giữ. Đấy, còn tỷ trọng nhiều thì nếu mà nó cũng tương tự như con đích mà nó có hồi lên cái biên trên tích lũy mà không có tiền vào thì chúng ta cũng hạ bớt. Đấy thôi. Anh nhá. Chứ cũng rất là khó nói khi mà nó đang tích lũy thành khoản thấp như này. Đấy, chủ đạo thì cũng là sideways thôi. Bây giờ nó phải cầu vào, nó phải phá được cái cản chéo này. Cản chéo ngắn hạn này. Đấy, cực kiểu như này. Đấy, nó phải phá là cản chéo này, nó phá bung lên cái thanh khoản nó tốt lên. Ít hiện tại là những cái phiên gần đây nó tầm khoảng tầm 15 triệu, 15 đến 20 triệu thì nó phải có một cái phiên đến tầm khoảng 30 triệu thì lúc đó nó mới có cơ hội nó phá lên được, tức là tiền mới nó đổ vào. SSI rồi là VCI nó cũng giống giống nhau thôi, kiểu như vậy. Để anh em mà thích cái nhóm này thì phải chờ thôi, phải thực sự kiên nhẫn thôi. Còn là cầu rõ ràng hơn thì em có nói rồi, TCI rồi là một cái con penny nhỏ nhỏ đấy, em thích thì đã đánh rồi đúng không? Đấy, thì cái tuần vừa rồi thì em cũng nói mọi người là em thích một cái con nhỏ nhỏ đấy hơn vì dòng tiền nó tốt hơn. Còn mấy ông này không có dòng tiền nên là tương đối là khó. Thích thì mua thăm dò thì trọng nhỏ thôi, bao giờ nó nổ khóa lên thì nhồi thêm, còn ngược lại nếu nó xấu và nó gãy nền thì chạy. Thế thôi. Cái cách mua mấy con tích lũy thì là phải thực sự là kiên nhẫn và đi vốn từng ý một. À, thép thì nói rồi đó, dầu khí thì cũng nói nhiều rồi, bất động sản thì cũng nói rồi, phân bón hóa chất nói hết rồi. Đấy. Chúng ta lọc là chúng ta gọi là mid cap penny anh em nhé. Về nhóm ngành thì gần như là hết rồi. Nhóm ngành thì có một số cổ phiếu than nó đang có cơ hội, à, cũng có một chút cầu kéo. Ví dụ như NBC này cũng có một chút cầu ở chỗ này rung lắc anh em nhảy nhảy đó, than cọc 6 nó xong thì trần cũng rung lắc này, test lại chỗ này. Nhưng mà những cái mã này nó tương đối bom cung, anh em đánh cà phê thôi, than đèo ngai các thứ đấy đó.
thủy sản anh em cũng có thể chú ý được, ANV này, một đoạn chỗ này cũng đã nói với anh em rồi, đúng không? Chúng ta chú ý thủy sản cũng được, IDI này, đấy. MBC lúc nãy cũng nói rồi, CMX này cũng vậy thôi. Chúng ta hoàn toàn cũng có thể thăm dò quanh cái vùng hiện tại để chọn một mã. Nếu mà sàn sàn upcom ví dụ như MBC thì anh em chấp nhận rủi ro cao hơn. Đấy, nhưng ngược lại thì nếu mà nó tăng thì nó tăng tốt hơn. Đấy. Còn anh em đánh an toàn hơn, ví dụ thì IDI này, anh em có thể đánh an toàn hơn. Nó cũng đang ở trong một cái kênh, sát một cái kênh trung hạn. Nó bây giờ là không không tuần cầu nó cũng chưa vào. Thì chúng ta cũng chỉ cần rảnh thôi. Đấy. Còn cầu vào mạnh hơn thì có ANV thì cầu tốt hơn. Đấy. ANV cầu tốt hơn, chợ thanh khoản nó thấy tốt hơn. Nhưng ngược lại thì cắt lỗ nó sẽ xa hơn một chút. Đó. Để anh em vào tùy khẩu vị anh em thể chọn nhóm thủy sản cũng được. Bán lẻ thì DGWK cuối tuần cũng bắt đầu cũng có những cái tín hiệu nó bắt đầu nó ổn ổn hơn, thì trước đó cũng bắt đầu có những cây có lực cầu tốt này các bạn đấy, và điều chỉnh thì điều chỉnh không mạnh, rung lắc không mạnh đó đấy, nó bắt đầu giữ được những vùng cân bằng và có cơ hội thì anh em cũng có thể chú ý được với DGWK. Nếu anh em nào mà thích nhóm nhóm bán lẻ Fed mà rung lắc thì chúng ta cũng có thể một cái lựa chọn. Đấy, nếu mà rung lắc điều chỉnh chắc là cái vùng phía dưới này. Đấy, tin thì mua từ dưới này, nhưng bây giờ vẫn còn nguyên hàng. Trung hạn, ngắn hạn thì bán còn được ở chỗ này. Trung hạn thì còn nguyên hàng, anh em có hàng thì cứ nắm giữ thôi. Nó đi lại đỉnh cũ nó rung lắc là bình thường, kệ nó. Đó. Nhóm đường thì đấy, nó tăng nó hơi mạnh rồi, đúng không? Nó hơi mạnh rồi, điều chỉnh cũng mua được. Thì anh em có thể lựa chọn với SBT. Đấy. Cũng có thể là một cái lựa chọn em đánh giá là tương đối ổn, tương đối an toàn cho cái trạng thái thời điểm hiện tại. À, về mặt ngắn hạn thì cũng đã có những cái lực cầu vào, đúng không ạ, cắt lỗ không quá xa. Về mặt trung hạn thì cũng đang ngấp nghé ở trong một cái kênh khá là lâu rồi, đấy, kênh 2023 đến hiện tại kênh 1 năm, đúng không? Đấy, kênh 1 năm rồi đấy. Còn nếu mà chúng ta vẽ cái kênh lớn là thì có thể là kênh kênh lớn thì nó chưa vượt được kênh lớn đây, đúng không ạ, để một kênh 1 năm nay. Đấy, cũng đang ngấp nghé ở kênh mà chúng ta thấy cũng có cái cây có lực cầu tốt này. Đấy, nó đang xử lý cái cản đỉnh này, cản đỉnh ngắn hạn này. Đấy, cũng ở đây là mấy lần rồi, một lần này, hai lần rồi, hai lần chạm vào cái vùng 12 năm, nhưng áp lực bán ở một lần trước nó không nhiều lắm. Đến lần này ngày hôm qua thì cũng đang doji thanh khoản thấp thôi. Đấy, anh em cũng hoàn toàn có thể lựa chọn với SBT chạm cũng là cơ hội đấy anh chị nhá. Anh em mà có LSF thì thôi nhá. Đấy, có là S rồi thì thôi SBT, chưa có thì có thể là tham khảo với SBT. Chạy. Nó này thì có QNS, có một phần giá nữa. QNS cũng khó mua rồi. Hơi khó rồi. Nó lên trên cái vùng nền cũ mà nó phản ứng như này, ông thấy là tích cực. Nhưng nó tích cực đấy. Mình áp lực bán lại nó không nhiều, và quan trọng nữa là khi mà nó chỗ này nó cân bằng được này, doji này thanh khoản rất là thấp này. Đấy, ngày hôm qua thanh khoản khá là thấp và không giảm nữa. Đấy, có thể là ngừng giảm cho cái quá trình điều chỉnh của 2-3 phiên gần đây rồi, và đoạn trước cũng có tạo được một cái đáy chỗ này rồi, là vùng 12 này rồi. Đấy, đáy nó đang vẫn đang rời lên, đúng không? Đấy đang rời lên kiểu như này, đúng không? Và cầu vẫn tiếp tục đổ vào. À, những cái phiên tiếp theo mà nó phá được cái vùng 12 năm là bắt đầu có cơ hội phá kênh này luôn. Đấy, phá được 12 năm với thanh khoản nó như cái cây này. Đấy, khoảng tầm 7 triệu, 8 triệu mà phá được 12 năm là cái xác suất nó phá cái cây này, có cái kênh chéo này là rất cao nhá. Đấy, thì cái target tạm thời ngắn hạn chúng ta sẽ đặt được 14 chỗ này. Đấy, thì từ 12 năm, bây giờ là 12, chúng ta cứ cho trung bình là 12 năm, lên gần 13, 8 đến 14 nó cũng được trên một giá. Đấy, cắt lỗ thì là mất cái đít này. Này, chắc là mất cái đít này nhá, là mất cái đít 11.7. Đấy, tỷ lệ em thấy cũng ổn, đúng không? Tỷ lệ thắng thắng thua cũng tương đối ổn. Dạ, đấy là ngắn hạn. Còn về mặt trung hạn thì nếu mà cầu vào mạnh tiếp thì cái vùng cản này có thể nó sẽ sideways thêm một giai đoạn nữa. Nhưng mà nếu mà nó phá được cái kênh này thì cơ hội nó sẽ lên tiếp được. Không, qua tạm thời chúng ta cứ view lên lên lên, lên cái nền trên này đã. Rồi tính tiếp câu chuyện là đoạn sau như nào. Đó.
14 là cũng là nằm đúng ở kênh chéo luôn, kênh chéo kênh 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 dài luôn, là không khá, nó cũng khá tiềm năng đấy. Cũng tháng này nó test lại cái vùng 11 của cái đáy dài hạn, một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, bốn lần, bốn lần trong vòng từ 2018, gần 10 năm nay. FPT nhá, nghe nhá, bạn nào có đấy thì thôi bỏ bỏ FPT, chưa có thì có thể tham khảo RS, thì phí mình em lâu rồi. Cái đoạn đó là có nói anh em là chọn RS do là nó ở sát kênh trên, nó dễ tăng hơn, đúng không? Tiền nó sẽ mạnh hơn đấy. Có tiền có sóng đúng không ạ? Ở đâu có tiền ở đâu có sóng, ở đâu có smart money ở đâu có sóng, đúng không? Đây smart money đây chị mẹ, đúng không? Cầu bắt đầu nó vào mạnh này, và đây smart money này này, đúng chưa? Đây smart money này, đây smart money này, đúng không? Rồi chúng ta lọc qua các cái ông mid cap và small cap này. Đấy. Một số cái gợi ý cho anh em này. Đường thì có BSBT này, thủy sản thì có ANV, rủi ro cao nhưng mà có cơ hội vượt đỉnh luôn. Rủi ro cao hơn, cắt lỗ xa hơn. IDI thì an toàn hơn nhưng mà cơ hội chưa cao bằng. Đấy. Đấy. Tùy khẩu vị anh em. CMX cũng đang có cơ hội. Minh Phú thì cũng đang có cơ hội nhưng mà sàn upcom của nó sẽ cao hơn đấy. Rồi là dầu khí thì phải đợi chỉnh, thép hay bất động sản thì nó đoạn trên rồi, có thể là nhóm dẫn dắt đấy. Phần món hóa chất thì anh em nắm giữ thôi, khó mua, đảm của Mỹ đảm Cà Mau nó vượt rồi thì đã báo anh em lâu lâu rồi đúng không ạ? Bán lẻ thì test rung lắc nếu mà điều chỉnh, còn là mà thị trường đi lên thì chúng ta chọn DGB kép. Rồi là đường thì SBT, để tăng cao để nó đi em. Nhưng chạy tích đế y ở đây. Mỹ nó đỉnh từ lâu rồi, Việt Nam chúng ta vẫn lóc ngóc ở dưới. Chúng ta cứ nhìn cung cầu thôi nhé. Các cái chỉ số này nó cũng chỉ là tham khảo thôi. Cái này. Nếu mà nói về Dow Jones kênh dài hạn thì nó vẫn ngon mà, nó có vấn đề gì đâu. Ngắn hạn thì nó vẫn đang rung lắc. BSR đã làm một thêm đường. BSR sau một nhịp tăng khoảng tầm 20% thì nó đang rung lắc. Nếu anh em muốn mua mua thêm thì nó đang sideways thì anh em cứ sát bên dưới anh em mua. Sát bên dưới ở đây là vùng 22.5 cộng trừ anh em mua. Đúng không? Còn anh em đã nắm dài hạn thì đã mua rồi thì cứ giữ thôi. Team em thì mua từ lâu rồi, mua từ đây này. Mua từ 18 19 phía ở dưới này, nói anh em rất lâu rồi từ cây này. Trước cái cây này đã nói anh em rồi. Ta đã mua rồi. Con này đoạn trước nói anh em mà nó sẽ sideways khó chịu đấy đúng không ạ? Thế thì cái đoạn này sideways khoảng mấy tháng trời đấy. Mà nắm dài hạn anh em phải chấp nhận cái câu chuyện đấy thôi, hiểu không? Nói rất là kỹ rồi. Bây giờ thành quả nó cũng được 20%, trên 20%. Từ 18 đến tầm 23 24. 20%. 20% trong vòng khoảng tầm 3 tháng em thấy cũng là một cái tỷ suất nó tương đối ổn đó. Kênh dài hạn thì vẫn còn cơ hội tăng tiếp, có hàng thì cứ nắm giữ thôi. Còn ngắn hạn thì đang chứng lại sau một nhịp tăng thì nó chứng lại áp lực chốt lời nó diễn ra thì nó chứng lại thôi.
TIG gia tăng không? Những con như này cứ phải phá lên anh gia tăng nhá. Bây giờ thì cứ giữ thôi. Cứ giữ thôi. Bây giờ nó phá được cái bên trên này. Ngắn hạn thì nó phá được cái vùng sideway này. Là phá được 15, 15, 4, 15 năm. Anh ngồi thêm. Đúng không ạ? Cũng không phải gì phải gọi đâu. Cứ kệ nó. Xác định đánh sóng trung hạn thì cứ kệ nó anh nhá. Đấy, bao giờ nó có tín hiệu tốt thì ngồi thêm. Đó. Chứ nhồi thêm ở đây thì cũng không biết khi nào nó tăng. Không biết khi nào nó tăng à. Hiện tại thì đang tích lũy khá là ổn rồi. Đi ngang ở đây khoảng tầm 20 phiên rồi. 15-20 phiên rồi. Lực bán nó không nhiều. Chỉ là doji thôi. Thì hứa hẹn nó sẽ có những cái biến động trong giai đoạn sắp tới. Nên mua ADN hay là VGT? Hai con này thì team em cũng đều đang nắm cả này. Nam Sa này đoạn vừa rồi thì cũng tím anh em đấy. Tím ở chỗ này này, 13 năm. 13 năm, 13, 6 chỗ này này. Nếu mà xét về mặt ngắn hạn thì VGT nó tăng mạnh hơn rồi nên là rủi ro nó sẽ cao hơn. Đấy. Thì em sẽ lựa chọn ADS nha. Tung lắc điều chỉnh lên tầm 10 15 là chúng ta là nhận được. Đấy. 14.6, 14.7 đến 15 là vùng chúng ta có thể canh mua. Còn VGT thì nó tăng khoảng tầm 30% ở trong ngắn hạn rồi. Nên rủi ro nó sẽ cao lên. Rủi ro nó sẽ cao hơn ở trong ngắn hạn. Còn vị thế trung hạn thì team thì vẫn đang còn nguyên hàng con này nhá, nói với anh em rồi, mua từ đây. Đấy, bây giờ nguyên hàng, kỳ vọng trung hạn. Dạ. Là anh Nguyễn Văn Tú nhé. Hai con này nó ở hai ngành khác nhau. VGT nó ở upcom đó. Em mà đánh giá VGT là cái sóng dài hạn của nó mới mới chỉ bắt đầu thôi. Đấy. ADS thì cái sóng dài hạn của nó cũng khả năng cũng chỉ bắt đầu thôi. Nó chưa tăng nhiều. Cái chiến lược của em thì những cái cổ phiếu mà có cơ hội bước vào nhịp sóng tăng ở trong trung hạn mà ngắn hạn rủi ro nó không cao thì mới mua. Còn là mặc dù những cổ phiếu mà trong trung dài hạn nó vẫn rất là đẹp nhưng mà ngắn hạn nó có thể có rủi ro, tức là nếu mà phải cắt lỗ cắt rất là xa ấy, thì em sẽ không mua đấy. Thì ở đây ADS nó thỏa hơn à. Nhìn khung dài hạn của ADS nó cũng tương đối ổn đúng không, cũng tương đối ổn, nó đi ngang một tầm nửa năm nay rồi, cầu cũng bắt đầu vào tốt, ba ngấp nghé là phá cái biên trên đúng không. Rồi lọc qua một chút cho mấy cái ông Penny nhé, xem có cái kèo nóng nha. À, có một kèo chúng ta vẫn đợi vùng 30 like. Nha, anh em like sớm, bây giờ là 16 giờ 25 rồi. Đấy, cũng like được hơn một tiếng rồi. Sẽ 15 phút nữa anh em nhé. Đấy, 15 phút nữa cho anh em like. Đấy, chúng ta sẽ kết thúc của live stream. Đi nhanh nhá, đi nhanh một chút nhá. Đấy, hôm trước cũng lọc cái kiểu này cũng được mấy con ngon phết anh chị. Đi nhanh thôi, trong lúc đợi câu hỏi và đợi like anh em nhé. Anh em like. Đấy, ADS này cũng nó thuộc small cap đấy. AGR nó cũng small cap đấy. Không phải là cứ small cap mà không múc được anh em nhé. Nhiều cổ phiếu AGR này, ADS này, APG, APH này, kèo quá thơm luôn. Anh em là múc được trong vòng nửa năm gần đây là ăn đủ luôn. APG này mà ăn nửa năm bằng đây là APH này nửa năm bằng đây là 30%, BAF này đúng không? BAF cái chẳng nó vẫn bị lỗi chị ta.
nó bị lỗi cái gì, thực ra nó nằm trên này không, BFC này cũng là sờ màu cam đấy, nhưng mà nó sóng nữa anh em thấy nó kinh khủng không, hơn hẳn mấy cái gông khác luôn, hơn hẳn mấy ông đạm Phú Mỹ đạm Cà Mau luôn chứ, hơn hẳn luôn. Đấy, chân từ đây lên từ 27, 28, 29 mà bây giờ lên 40 này, 10 giá rồi đấy, hai mấy phần trăm ở trong vòng có 1 tháng gần đây. Còn mấy ông đạm mấy ông kia nó chỉ được 10%, 12, 15% thôi. Gấp đôi luôn. Không phải là cứ small cap là không chơi được anh chị nào. Nó cũng tùy mã. BMI này. Bác sĩ này, BSI này cũng ở trong small cap này. CCL này cũng không kinh khủng à. Cứ có tiền là chơi chứ chê gì đâu anh em, đúng không? Nhiều người cứ chê penny rồi chê vốn hóa thấp rồi lời là vỗ ngực, chúng ta đánh cái cổ phiếu to là cổ phiếu này cổ phiếu kia, nhưng mà không có tiền thì cũng chả là cái gì, đúng không? Em quan trọng là có tiền, gọi là tỷ suất lợi nhuận cao là chiến đấu thế thôi, nó đừng bé quá là được. Đấy, hai mấy tỷ này là đánh bình thường có gì đâu, đúng không? Bây giờ thì khó rồi, mua nó phải mua từ chỗ này rồi, vẫn theo chiến lược này thôi, không có thời gian mà canh hết thôi này. Chiến lược thì có hết rồi đấy nhưng mà không gặp. CMX của chúng ta này đúng không, hoàn toàn vẫn có thể mua đây bình thường, kênh 2 năm của nó đây, 2022 của nó đây, cũng mãi nói rồi đúng không. Con này nói anh em một đoạn trước rồi, thích thì thăm dò con này đây, chỉnh trâu thì càng tốt, múc trước một phần thôi, đi nhanh một chút anh em nhé, con nào đẹp thì em dừng lại nhé, không không có thời gian mà nói 200 mã rồi. DQC điện quang, ba tỷ phiên hôm giờ tỷ rưỡi đánh cà phê được, cà phê thôi, ghi lại con điện quang này, con đi cầu này, cho đến ngày đầu tuần cho anh em nào mà chỉ muốn mua ngứa ngáy mà không không có gì để mua thì múc mấy cái con này đánh cà phê cho nó đỡ ngứa tay ngứa chân này nhỉ. Đấy, ELC này cũng là thuộc small cap đấy, báo anh em múc từ đây này đúng không? EVG này cũng small cap này, hô anh em múc từ đây này. EVG cũng lọc ở cái đoạn trước, cũng lọc từ cái mấy ông small cap này này, đúng không? Báo anh em múc ở chỗ 6.1 chỗ này này. Bây giờ được một giá là hơn giá rồi, mười mấy phần trăm rồi đúng không? Thanh khoản ở đây nó 25 tỷ, 25 30 tỷ một phiên này là thoải mái đánh đấy chị nhá. Đó. Sẽ không có tiền mà đánh thôi chứ. À, chờ chờ FCM khoáng sản phe con này. Cũng penny rồi. Con này nó cũng bao cung lắm. Nếu mà xét về mặt đồ thị là cũng ok đấy. Thôi cứ cho vào đây nghe bằng thích ngứa ngáy thì xúc thôi. FCM ngứa ngáy cho ông nào thích ngứa ngáy chân tay, fit fit quan sát được này. Dạ có thế nhưng dạ nó dễ. Đấy, HAX này cũng small cap này anh chị này. Đúng không? Sóng của nó cũng cũng đơn giản đâu anh chị. Đúng không? Từ nền 13 mà giờ lên nền 16 rồi, tăng 3 giá rồi, trên 20% rồi.
trong vòng có như này là tầm hơn 1 tháng 2 tháng gì đó đúng không ạ, 20% thanh khoản nó cũng ở mức 14 15 tỷ, không làm nhiều thì 40 tỷ, không là ít thì là 20 tỷ, anh em đánh vài tỷ thoải mái đúng không ạ, không thì đánh ít thì đánh là dăm 700 triệu thoải mái vẫn là nạp được. Con HVH này đoạn vừa rồi nó cũng chạy kinh khủng anh chị ạ. Bây giờ thì thôi mà. Cũng biến động nhanh và mạnh quá. PGC thực ra cũng nằm trong đây này anh chị này. PGC cũng nằm trong đây đấy. ITD. KHG này. Team là mua thăm dò từ lâu lâu rồi, tuần nay rồi đấy, chưa chạy gì cả, 1 2 3 4 5 6 phiên rồi đấy, hơn tuần rồi đấy, anh em thích thì cứ thăm dò đây thôi. Đúng không? Team mua bây giờ cũng là đang hòa vốn thôi nhé, thăm dò thôi, các bác nào thích thì cứ vẫn thăm dò bình thường nhé. Con nào mất rồi thì thôi không, không lưu lại nữa nhỉ. RNS cũng nằm trong đây đấy anh chị. RNS cũng trong small cap anh chị này. MIG cũng nằm trong small cap này. Đấy, con này là tin mua hết rồi. May Sông Hồng trong small cap này. VB. NHA trong small cap này. Đấy, toàn những con siêu cổ phiếu đây. PET cũng nằm trong small này. PGC cũng nằm trong small này. PGC này cũng kinh khủng thế nhỉ. Gớm thật. Không gặp. THC. Phục Hưng. Phục Hưng mà. Rồi. Phục Hưng này, thêm một con cho anh em ngưỡng ấy này, chứ mấy cái mã được cái nhóm kia thì mấy cái nhóm chính chính mấy con to kia thì thuộc hết rồi, làm chẳng lắm lòng bàn tay là như nào PTL này, PTL năm ngoái nó cũng chạy kinh này. Trần bắt rồi. Cho Trần rồi thôi. Phương Bắc thì mua đây. Con này nó kiểu giống như con EIG. Kiểu vậy. Phục vụ mặt đất Sài Gòn đấy này, ôi chẳng tháng nó kinh này chị này, à con này cũng cười đấy, phục vụ mặt đất Sài Gòn đó, thanh khoản 7 tỷ cũng được đấy chứ. Rồi, chú ý ngay SGN lần đầu tiên nhìn thấy con này đấy chị. Anh em nhìn chặt tháng của nó này. Ôi trời. Tích lũy 6-7 năm rồi. 2019 đến giờ. 2018 đến giờ. Đấy, chúng ta cược thì dài hạn. Đây, nó điên dài hạn của nó này. Hối rồi không? Hối rồi đấy. Giống với con này không? Giống con VAA không? À, chỗ này không thấy tiền, tiền tiền nó lại không thấy đâu nhá, đoạn này thì không có tiền nhá, bắt đầu tiền nó vào đây nhá, thì bây giờ với con này cũng vậy này đấy, đoạn trước nó cũng bo cung thôi không có gì,
Nó là tiền vào đến nó mượt hơn đấy. Chiến đấu ngay hai rồi, con này là SNG này, ASGN đấy, kèo dài hạn thơm đấy chị, thơm đấy, mới tăng được một phẩy mấy phần trăm thôi, chưa chưa ăn thua. Một phẩy mấy với lại 2% thôi. SGR, SGR ghi lại rồi, nốt lại ngay chị nha. Đấy, lọc như này là có kèo nào thơm thơm là anh em biết luôn. Ấy rồi, mấy mã rồi đấy. TCD kênh dài hạn này, TCD cũng kênh dài hạn này. Đấy. Chú ý là quan sát được này, chú ý rồi nhé. TCD con này một phiên, nó phiên nhiều 30 tỷ này đấy, gần đây là có phiên 30 tỷ đấy, cũng được đấy anh chị. Đấy, 30 tỷ cho một cổ phiếu penny không hề nhỏ đâu chị nhá. Đấy, đến lúc nó cao lên thì nó sẽ nhiều, đằng sau nó càng tăng sau nó sẽ càng nhiều. Lúc nó vào sóng thì có thể là 50 tỷ 70 tỷ là bình thường. Đấy, penny vào 5 70 tỷ là to đấy chị. Thành công may trong này nó chạy rồi. Đây này đúng không? Có tiền là có sóng đúng không? Ở đâu có tiền ở đâu có sóng. Đây bây giờ penny dầu khí. Nhanh một chút, mãi mới đến vần tay. Nhiều mã nó cũng ngon phết anh chị, nhưng mà nó thanh khoản thấp quá. Nhưng mà nhiều khi lan man ở mấy cái nhóm này nó cũng mất thời gian. Đấy, cái phá kênh này, kênh nó y phá kênh này. Đấy, TVS của nó nằm trong đây đấy chị. Đúng không? Đấy, bây giờ nó thanh khoản 40 tỷ rồi, là cũng là thanh khoản to đấy anh chị, nhưng mà là nhỏ đâu. Đúng không? Không phải là tiền nhỏ đâu. Bé quá thì thôi. Bỏ VDS là sóng long tốt này. VIP này đúng không? Đấy. Không nào mà múc được VIP dưới này là đấy, một cái cây này 20 mấy tỷ là cũng là tiền to này. Đấy, múc từ những cây này là 30-40%. Vốt này đúng không? Nó cũng là small cap đấy chị. Tiền to đấy. Đúng không? Tăng từ giá 12 bây giờ là 18 rồi. 6 giá rồi. 50% rồi. Đúng không? Tiền nó như này cơ mà. Đoạn trước thì nó chỉ có 10 à 4 5 tỷ, 10 tỷ đúng không? Tự nhiên nó vọt lên 70 tỷ này. Đúng không? Ở một cái mặt bằng khác ngay, tiền nó vào cái là giá nó mặt bằng khác luôn. Tại sao cái định hướng anh em là những cái con mà có dòng tiền là chúng ta chiến đấu thôi đúng không? VPH đang có những dòng tiền này, chú ý được. VSC này cũng nằm trong small cap này anh chị này. Con này là thanh khoản nó lại khủng bố luôn, 450 tỷ luôn. Con này hôm trước room bắt ở vòng 22 cộng trưởng. VTO này. Nhiều siêu phẩm hết đấy, IEG nói đấy rồi.
Hết rồi. Đấy. Đây có những cái mã này là TQC này, FCM này, FIT này, PHC này, SGN này, TCD, TNI và VBH. Đấy, anh em có thể lưu lại nhé. Phút vẫn ổn mà anh, phút vẫn ok, phút tim vẫn nắm bình thường, đấy, chẳng vấn đề gì cả. Tim mua từ 18 đến 18.4 chỗ này, liên quan chỗ này, hàng về rồi bây giờ đang đợi bỏ lại. À, em chưa có được cái chân chạy ở đấy 18.8 ở đấy thì chẳng mua phải. Đúng. Anh em, con này hôm nay lọc không có trong cái nhóm sổ báo cáp này, không có gì. Nút nằm ở đâu nhỉ? Nằm ở cái rổ nào nhỉ? Cũng đang kỳ vọng kênh dài hạn à. Chạy kênh dài hạn thì nó phải từ từ một chút là chúng ta. Đấy, kênh trung dài hạn thì nó phải có những mã thì nó lên luôn, có những mã thì nó phải tính đầu cơ cao thì nó phải đập nhả. Chúng ta vào vị thế nó tương đối ổn rồi, con 18 cộng trừ là tương đối ổn, nó đang có tí lãi nào. Ok, 32 là à, cổ phiếu mà em có thể chia sẻ với anh em ngoài những cái mã mà vừa lọc ra được nhá, em cái kèo nó tương đối ổn đấy, nhất là kèo dài có con SGN này này. Đấy, hôm nay nhìn con này khá là ưng luôn đấy, chạc tháng nhá. Đang có cơ hội phá cái đỉnh tháng khoảng tầm 2-3 năm gần đây, rồi 2022, còn nhìn dài hơn thì khoảng tầm 6-7 năm rồi, rồi 2018, 2019. Dạ, còn gần gần đây thì là từ 2022, 2 năm. Sideway đang muốn phá biên trên của cái biên sideway đó, 2 năm. À, khung tuần cũng đang có cầu vào này, nhìn thấy cầu chưa? À, không tháng thì chưa rõ vì là chưa kết tháng, mới được 1 tuần thôi. Nhưng mà như thế này là khả năng cao nhá, khả năng cao không tháng nổ vôn, không tuần nó nổ rồi. Chạ, phần tháng nó đồng thuận, ok. À, tuy nhiên thì quá khứ của nó hơi bao cung, vì nó bao cung thì nó mới tích lũy, vì nó bao cung thì nó không tháng là mới không có sóng. Nhưng bây giờ đã thấy tín hiệu tốt về mặt dòng tiền thì anh em có thể canh mua đây. Chạ, đợi nó nổ thêm một không tháng thì vào nhiều thêm. Tương tự cái chart gần đây giống như là VEA. Dạ. Đây, tương tự như cái tuần này. VEA. Đây, VEA cũng là một cái mã mà team em múc rồi nhá. Đoạn trước nó cũng bao cung này, đúng không? Bắt đầu múc từ chỗ này nhá. Múc từ cái này nhá. Bây giờ lợi nhuận nó được khoảng tầm 20% rồi đấy. 28%, 33% luôn này. Đấy, cho anh em là mà không có nhiều thời gian, không có nhiều thời gian canh bản địa thì chúng ta mua để đánh dài dài một chút đấy, kiểu kiểu mua VA này nhá. Được chưa? Thơm đấy chị, ngon đấy. Anh là con thứ hai nữa à, và cái con hứa anh em là 30 la đúng không, là con HH nhựa Hà Nội. Chúng ta cũng thấy nói về dài hạn trước đi, chủ đạo nó cũng chỉ là sideways thôi, sideways hơi áp một chút ở trong cũng tháng, nhưng mà khoảng tầm 5-7 tháng gần đây thì nó cũng chỉ là đi ngang thôi. Đấy, điều thứ hai đó là cũng có những cái lực cầu vào khá tốt. Đấy, lực cầu vào khá tốt, nhất là cái tháng trước bắt đầu lực cầu tốt, kéo lên nến tương đối đẹp vào tháng trước. Dạ. Tháng này thì như vừa nói là nó mới được có 1 tuần thôi, thì cũng chưa thể hiện được nhiều. Nhưng mà nhìn ở khung tuần thì chúng ta cũng thấy là 2-3 tuần gần nhất là cầu bắt đầu vào rất là tốt. Không phải trước đó thì cũng cân bằng được ở quanh vùng 17, thanh khoản rất thấp ở dưới này nhá. Đấy, vùng 17 cân bằng được. Bắt đầu cầu vào từ tháng cuối, cái tuần trước và tuần cuối tháng 5. Đấy, đang muốn phá một cái kênh trung hạn. Phá, đang muốn phá kênh kèm với thanh khoản tốt, cơ hội. Được chưa? Cơ hội. Đấy, bắt đầu phá cái mây này, mây mùng các kiểu này, đường trung bình ở đây thì nó cũng dao găm 129 thì cũng gãy thôi, không sợ lắm. Đó, ken can cái run thì
bắt đầu có cơ hội hướng lên. Thực ra là hướng lên rồi đấy, phá cái đỉnh 17 nến rồi, là hướng lên rồi đấy, được chưa? Đấy là không tuần nha, không tháng nha, không ngày thì cũng đang tương đối ổn, bạn này đang tiếp cận lại cái biên trên, nhưng mà lực bán không nhiều, chủ đạo đi ngang tuần vừa qua các bạn. Đấy, cầu vẫn quay trở lại. Thế với team em đạo thì đã có lệnh rồi, đó là lệnh cho anh em mua tỷ trọng vừa phải, kỳ vọng trung hạn quanh cái vùng 19.5 đến tầm 20 20.2, tỷ trọng vừa phải trước. Ngày hôm qua thì em cũng đã bắt đầu thăm dò với ông này ở quanh cái vùng 19.7 dạ. Đấy, tỷ trọng vừa phải và đợi là nó phá mạnh lên. Đấy, có một cây nến to hơn nữa, có thể là như cây này. Đấy. Phá lên vượt cái biên 20.7, 20.8. Đấy, vượt hẳn cái biên trên này. Thì cái cơ hội nó sẽ vượt được cái khung tuần này luôn, cái đỉnh tuần này luôn. Đấy, là chính thức bước vào sóng. À, target ở trong ngắn hạn sẽ là cái đáy này nha. Cái đáy, cái đỉnh chỗ này là tầm 27, 28. Được chưa? Ngắn trung hạn nó sẽ là target đây nha. Chưa? Và cái vùng màu xanh xanh này 27, 28, tức là bây giờ đang 20, tức là khoảng tầm 10 giá, chạm 7 đến 10 giá cho cái kỳ vọng ngắn trung hạn. Đấy, tức là tính về mặt phần trăm là khoảng tầm 10 giá chia 2 là khoảng tầm, ôi cũng nhiều phết nhỉ, khoảng tầm 30 đến 50%. Dạ, 30 đến 50% ở trong trung hạn. Dạ. Còn dài hạn thì chúng ta có thể kỳ vọng nhiều hơn. Một chuyện dài hạn thì chúng ta có thể tính sau. Nó dài hạn thì có thể là lên đến cái nền trên là tầm cuối đầu 3 luôn. Đấy, 35 40. Đấy là cái đường kỳ run 129 này. Cái này thì tính sau một chút. Đó. Tạm thời chúng ta view ngắn trung hạn đã. Đấy, sẽ là những cái vùng từ 25 đến 30. Đấy, khoảng tầm 30% đến 50% ở trong ngắn trung hạn em nhá. Thanh khoản em thấy cũng tương đối ổn nhá. Đấy, những cái phiên thanh khoản lớn nó tầm khoảng 40 tỷ đúng không? Đấy, gần đây là khoảng tầm 30 đến 40 tỷ, phiên đột biến này, phiên to đùng này thì là 80 tỷ thôi, thì ta tính trung bình khoảng tầm 10 phiên gần nhất nó khoảng tầm trung bình khoảng tầm 35 40 tỷ. Đấy, cũng là một cái thanh khoản em đánh giá là tương đối ổn. Đấy, tương đối ổn cho dòng tiền, không phải là quá nhỏ để chúng ta không không tham gia được. Như Hà Nội, thêm nữa là cái nhóm ngành này thì APH thì cũng cứu anh em rồi, APH cứu anh em từ đây này, gần đây thì cũng nói rồi đấy, thì team em thì cũng đã vẫn có con này, bác nào mà đang có con này rồi thì thôi nhá, ví dụ đang có APH rồi thì thôi không mua như Hà Nội nữa. Còn APH này nó cũng sóng nó đang tốt đấy, đấy cứ tiếp tục nắm giữ đi. APH này cũng khoảng 40 50 tỷ một phiên này, là cũng không phải là nhỏ, và sóng chung dài hạn của nó cũng đang ngon, nó chỉ đang chứng lại thôi, nó tăng được 30 50% rồi đúng không, cứ nền lên thì bây giờ anh em cứ nắm thôi, không phải nhảy đâu, còn chưa có thì mua thôi. Đây hôm nay thì có mua tiền xong này cũng ổn này, cũng có sóng tương đối tốt này. Đấy, cầu cũng vào ở đây cũng 30 40 tỷ cũng giống nhau nhé. A thì nó lai lai hơn một chút thì nó chậm hơn. À, team cũng đang nắm mới chốt 1/2 ngắn hạn ở chỗ này, mua từ dưới này. Đấy, nó thuần nhựa hơn thì có nhựa thiếu niên này, APH này, nhựa Hà Nội này. Chậm. Nó cũng đang có dòng tiền tốt. Tại sao? Sam mua giá bao nhiêu? Sam mà team em cũng mua lâu lâu rồi này. Hô thì hô ở cây này này, cây trần này là hô này. Gần đây nữa thì lại báo anh em mua 7.3, 7.4 chỗ này. Hàng về rồi. Thế bây giờ muốn mua thì rung lắc test lại đỉnh chỗ này thôi. 7.6 anh nhá. 7.6 mua. Vừa phải. Con này trung hạn nó cũng ngon đấy. Chúng ta nhìn thấy tiền ở đây vào nó khá khỏe này, có tiền có sóng mà chỉ là 25 30 tỷ cũng là ổn đấy đúng không, nó duy trì mặt bằng tiền này tốt này và giá nó tăng lên tốt. Tất nhiên thì cây xanh cây đỏ là chuyện bình thường nhé. À, ngắn hạn thì các ông đem ra công chốt là chuyện bình thường,
nhưng mà cái kênh của nó đang thể hiện là tốt này, và chúng ta có một cái gia tốc tăng của nó rất là tốt anh em chị nhá. Đấy, bình thường nó đang đi ngang thì gần như đi ngang, bắt đầu nó có một cái gia tốc tăng, tiền nó đổ vào, đúng không? Chúng ta nhìn đến tuần sẽ là đến tuần tốt, đến tuần xanh, đúng không? Đấy, gia tốc của cung tuần nó như này này, đúng không? Đấy, kỳ vọng trung hạn nó ở đây là cái đáy này, là cái đáy giá 10 chấm, đấy, 10 chấm ở đây. Ngắn hạn thì rủi ro bây giờ nó cao hơn rồi, vì tiền nó đã vào từ thời điểm này nó là 1 tháng này rồi, hơn 1 tháng này rồi, đúng không ạ? Đấy, hơi chậm đó, 1 tháng này rồi. Đấy, cái điểm mua đẹp thì là cái điểm mua thì test ở cái đoạn này loanh quanh 7 chấm. Và bây giờ nếu mà ngắn hạn anh em mua ấy, tạm thời là 7.6, còn nếu mà nó chỉnh thêm thì chúng ta sẽ mua thêm và chúng ta kỳ vọng trung hạn. Còn này em thấy cũng ok đấy. OCBAM cầm tiếp. OCB thì anh nói rồi, vẫn cầm thôi. OCB thì tiền cũng đang vào này, tiền vào mạnh cái cây này này, đúng không? Phá lên này. Trung hạn là cũng gần như là cũng chưa ăn uống gì đâu. Trung dài hạn OCB là cũng chưa ăn uống gì đâu. Đây này, đúng không? Đang có cơ hội bước vào một sóng mới. Phá cái này lên thì em nổi thêm. Không biết em có phải trong team không, nhưng mà OCB team cũng mua ở quanh giá 15, 15.2. Cũng là hàng về rồi, cũng đang gọi là lãi tí tí, không đáng kể, hòa vốn. Vẫn nói với anh em rồi là cái đoạn ngon nhất là cái đoạn nó vượt đỉnh này nhá. Đấy, cái đoạn vượt đỉnh mới là cái đoạn ngon, và cái đoạn mà nó sát đỉnh nó nhùng nhằng và không phải cái đoạn ngon. Đấy, bọn này là cái đoạn anh em về về thực sự rất là kiên nhẫn kiểm tra tấn này. AM hay là IDI thì nó như nhau, anh em phải kiên nhẫn thôi, vẫn giữ thôi nhá. Lực bán nó không mạnh, nó không vẫy nền thì cứ giữ thôi, kiên nhẫn thêm chút. Đoạn trước thì cũng có dòng tiền rồi, đúng không? Có những mã thì nó chậm chậm như này, có những mã thì nó lên luôn thì không thể biết được nhá. Bản thân em không thể biết được là cái mã nào nó tiền nó vào xong rồi nó lên mạnh luôn, mà cái mã nào tiền vào xong nó lại đập nhả nó. Thực sự rất là khó nói là con nào lên luôn hay con nào lên chậm. Đấy, thì chỉ biết là có tiền vào là cơ hội lên cao, thế thôi. Đấy, khi có tiền vào thì là chúng ta quan sát cái con đó cho nó vào, còn chưa có tiền thì thôi đợi. Đấy, chiến lược nó là như vậy, đúng không? Quan sát là cái kênh trung hạn, đúng không? Nếu mà nó tiền nó vào mà nó lại phá kênh trung hạn nữa thì lại càng ngon. Đấy, được vậy, giờ ví dụ anh em nhiều lắm rồi đúng không? Đấy, còn những cái mã mà tiền vào nhưng mà nó lại ở tít mù trên cao trong trung dài hạn thì anh em đánh ngắn thôi, còn tiền vào nó lại ở tít bên dưới. Đấy, thì chúng ta sẽ cầm được lâu hơn, phải ưu tiên những cái con đó vừa vào được giá tốt ở trong ngắn hạn mà vừa có thể cầm được trung hạn luôn, thì chúng ta ưu tiên con đó hơn là ưu tiên những cái con mà tiền vào nhưng mà nó lại tít trên cao rồi thì nó chỉ là được nó nhịp ngắn thôi. Chạ, những người mà người ta vào sớm từ đoạn trước người ta đã lời một lần rồi thì chúng ta không còn cơ hội nữa anh chị nhé. Chạy TCD nãy cũng nói rồi đấy, giữ bình thường nhé, vừa lọc nãy đây giữ bình thường. Đây đây, tiền vào này đúng không, đang sideways sát cái biên này này, áp lực bán không nhiều, tích lũy đi ngang, hỗ trợ đây, hỗ trợ là 6.7, mất 6.7 thì chạy, đang ở ngưỡng cản chéo đấy. Khung tháng, khung tuần nó cũng vậy này. Khung tuần thì nó chưa quyết liệt lắm, đúng không? Nhìn khung tuần này đến tuần nó chưa chưa to lắm. Không. Mình không ngày nó đã có một vài cây rồi. Bây giờ anh em kiên nhẫn thôi. Thì nếu mà những cái tuần tiếp theo ấy, 1 2 tuần tới mà nó phá được cái vùng 7.5, 7.7 ấy thì là không khả năng khung tuần nó sẽ nổ. Đó, khung tuần nó nổ thì nó phá cái kênh này luôn. Là sẽ ngon. Thì 2 năm đấy. À. Nếu mà ngắn hạn này thì cái đỉnh này sẽ là cái cả 8.4 chưa, cắt lỗ sẽ là 6.7 như vừa nói. Còn nếu mà 1 2 tuần tới nhá mà nó có vô nổ mạnh và tiếp theo những cái cây như kiểu cây như này thanh quản đó, đây cây 30 tỷ đúng không, cứ là khoảng tầm 30 tỷ đi, một phiên nó khoảng tầm 30 tỷ đi. Đấy, xét về 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 khối lượng giao dịch 30 tỷ nó tầm 3 triệu đấy, cứ tầm 3 4 triệu. Đấy, 3 4 triệu là 7 4 2 8.
và tầm 30 tỷ thì cái cơ hội nó bước vào nhịp sóng tăng ở trong trung hạn nó sẽ sáng lên. Đấy. Bây giờ là vẫn là chờ cái cây nổ tiếp theo thôi, thì lúc đó là giữ tiếp. Còn nếu muốn bán trung hạn sau khi nổ, mà muốn bán ngắn hạn, xin lỗi chung không phải trung hạn, là ngắn hạn thì là tầm 8.2 tạm trừ là cái đỉnh này, tầm một giá nữa trên 1%. Đấy thôi, có tiền là có sóng là chỉ nào, có tiền là có sóng. Ở đâu có tiền là ở đâu có sóng. À, con nào chưa có tiền là con đấy không có sóng đâu. Nếu mà chúng ta nhìn qua các cái chỉ số khác cũng vậy. Những cái chỗ như này là chắc chắn là những chỗ tiền mạnh. Ở đây nó không có chỉ báo, không có chỉ báo volume. Những cái chỗ như này chắc chắn là tiền mạnh. Hay là Bitcoin cũng vậy thôi. Những chỗ như này là chắc chắn là những chỗ tiền nó vào ồ ạt luôn. Đó, thì nó mới đẩy giá lên được. Còn cái chỗ sideways này là lập nhả là với nhau. Cái chỗ như này chắc chắn là chỗ tiền mạnh đúng không? Chỗ breakout ấy chị. Tiền mạnh nó mới đẩy lên được. Thế bây giờ chúng ta chờ cái chỗ này thôi, chờ cái chỗ mà nó tiền nó vào nó đẩy giá lên thì chúng ta nắm giữ. Đó. Còn khi nào nó vào thì là không trả lời được, chỉ năng. Ta phải chờ thôi. Nên quan sát những cái mã mà có dòng tiền hiện tại đang bắt đầu có dòng tiền rồi. Đấy, để chúng ta vào thì nó cái xác suất mà nó nổ tiếp theo ấy, sau những cái cây nổ đầu tiên ấy thì nó sẽ cao hơn là những cái mã mà chưa thấy đâu, đúng không ạ? Ví dụ như mấy cái âm chứng khoán này là chưa, bây giờ chưa thấy đâu này, đấy chưa thấy đâu này, thì bây giờ mua thì không biết khi nào, đấy có thể là ngay ngày hôm sau nhưng mà không không thể biết được. À, thì xác suất nó nổ nó sẽ thấp hơn là những cái mã mà nó đã nổ rồi, có những cây nổ rồi thì nó nổ tiếp theo nó sẽ xác suất cao hơn là những cái mã mà chưa có cây nào. Đấy, đúng không ạ? Thế nên ưu tiên những cái mã mà có dòng tiền rồi. Và thứ hai nữa là cái kênh trung hạn có ai đang có cái cơ hội bước vào nhịp sóng mới ở trong trung hạn. Còn những cái mã mà nó đã tăng, ví dụ như ai gọi là chẳng hạn nhá, mà nó nổ đây, đoạn này nó nổ ở đây đúng không? Nhưng mà chúng ta nhìn dài hạn của nó mà xem thì nó tăng từ đến đâu rồi anh chị? Nó tăng từ bao giờ rồi đúng không? Đây nó tăng từ đây, nó nổ lần đầu nó nổ từ đây cơ mà, tăng bằng lần rồi đúng không, tít mù trên này rồi, bây giờ nó nổ ở ngắn hạn, nó nổ như này nó chỉ là đánh T thôi, đánh ngắn thôi đúng không, chứ không còn phù hợp với đánh dài nữa đúng không. Còn những cái mã mà định hướng anh em đoạn vừa giờ như là HDG chẳng hạn đúng không, đây nó nổ đây đúng không, nhưng mà cái vị thế trung hạn nó đâu ạ, nó tít dưới này, nó tít dưới này đúng không, nó bắt có cơ hội bước vào thì sóng tăng ở trong trung dài hạn thì chúng ta vừa được cái vị thế tốt ở trong ngắn hạn. Đúng không? Lãi ở trong ngắn hạn, vừa được cái vị thế tốt ở trong trung dài hạn, đúng không? Vừa cầm được lâu, mà khả năng đi lên tiếp là rất là cao, đúng không? Còn những cái mã như AGR như vừa nói thì nó nổ không biết như nào, đúng không? Không biết là lên nữa hay không. Hiện tại chỗ này đang đỉnh cũ ở trong dài hạn rồi. Đấy, câu chuyện nó là như vậy nhé. Thì em vẫn nói với anh em đó là chúng ta nên có một góc nhìn nó rộng ra để chúng ta có một cái vị thế cùng một cái hệ quy chiếu quỹ tạo lửa. Đó. Để chúng ta nhìn nhận cho nó khách quan, chứ cứ nhìn ngắn quá, ví dụ cùng là nổ đấy nhưng mà nổ dưới hay nổ trên, nổ trên thì nó sẽ ngắn thôi, còn nổ dưới thì cơ hội nó sẽ đánh được dài. Phép tổng này đúng không, đấy nổ dưới này RSS này, nổ dưới này đúng không, chân sóng trung dài này đúng không, nhiều lắm anh chị nhá, tìm toàn hút mấy con này thôi, hay là NHA đoạn trước này đúng không, đây nổ từ đây cũng tháng đây, ở đây anh em bảo là có phải chân sóng trung dài không ạ, anh em đánh dài mà múc được ở vùng tìm mà múc từ tận đây luôn nhá, tìm múc từ tận giá 17-18 đây luôn nhá, thì anh em cầm thoải mái đúng không, chấp đúng không, 17-18 là chấp chỉnh thì đúng không, đúng ạ, hay là VA đây đi mức từ đây từ tầm tầm 37-38 chỗ này 38 cộng trừ chỗ này thì có phải nó là chân chân sóng tháng không, chân khung tháng đúng không, khung tháng nó đại diện cho các anh em các cái ông lái mới đánh cái khung này đấy đúng không, nó vừa có vị thế tốt ở ngắn hạn và vừa có vị thế tốt ở trong trung hạn đúng không, rủi ro nó sẽ thấp đi anh chị nhá, rủi ro ngắn hạn nó sẽ thấp đi rất nhiều khi mà
các cái khung thời gian lớn hơn nó đang ủng hộ đấy, còn mà rủi ro nó sẽ cao hơn khi mà các cái khung thời gian lớn hơn nó không ủng hộ đấy, chứ chí ít là nó không ủng hộ chứ không phải nó xấu nhé. Đấy đấy, thì bây giờ lúc nãy có con gì đấy, con gì không tháng là con gì, là SGN à, đúng rồi SGN đấy, đấy nó đang như vậy đấy. Ở đây SGN đây, đánh ở đâu SGN đây, đúng chưa đấy, anh em nhìn không tuần không tháng này, đúng không? Học mấy cái mã nó nãy nhiều nhiều mã đấy, nói đấy đấy, cái tiêu chí là như vậy thôi. Điều này thì nói với anh em lâu lắm rồi, nói từ cả tháng này rồi, và cái chiến lược thì cũng nói rồi, chiến lược ngắn hạn cũng có rồi, chiến lược nhìn view trung hạn cũng có rồi, và các cái nguyên tắc thì cũng nói với anh em rồi, làm video các kiểu rồi, livestream nói các kiểu rồi. Đấy, quan trọng là anh em có tin tưởng, anh em có làm theo hay không thôi đó. À, còn là em bạn thì vẫn vẫn theo chiến lược như vậy đó. Vẫn theo chiến lược như vậy và lợi nhuận cũng đang kiếm được khá khá à. Rất nhiều cổ phiếu kiếm khá là ok luôn à, kiếm khá ok luôn. Chiến lược thì nói anh em hết rồi. Đấy, bây giờ là chốt ngắn hạn cũng được cả mớ rồi anh chị, chốt khá là nhiều rồi đấy, đó là chốt chốt ngắn nhá, còn trung hạn thì cứ báo anh em gồng thôi, chúng ta cứ gồng với nhau thôi, lợi nhuận nó cũng khủng lắm rồi, 30-40% rồi này, TGH 40-mấy% này, PVP 40-mấy%, Đạt Phương này 30-mấy% này, VGS này 30-mấy% này, Dabaco này hay là NHA là 40-mấy% này, nhiều lắm anh em nhé. Chốt khá nhiều luôn, chốt cuối tháng 5 ngắn hạn chốt khá nhiều, sau đó lại múc những con phía dưới này, mới múc NHH vừa phải trước, mới múc TVS đấy, tiền nó vào này, ở đâu có tiền là nó có sóng, đúng chưa đấy, chúng ta múc ở đây thì chúng ta rất là an toàn luôn, đúng không, cơ hội chân sóng dài hạn đúng không, hơn là múc ông AGR trên, hơn nhiều là múc ở đây đúng không, TVS thì đang ở chỗ này cơ mà, đúng không, đấy nó đang tít dưới này thì rủi ro ngắn hạn nó cũng ít đi đúng không, thay vì việc chúng ta đánh nổ, đánh múc nổ hôn thay vì múc những con ở bên trên thì chúng ta múc ở bên dưới, nó vừa có cơ hội ngắn hạn vừa có cơ hội trung hạn, đó là một gọi là một công đôi việc đấy, đấy một mũi tên trúng hai đích, được thì được luôn cả ngắn cả trung, vừa cầm được lâu luôn. À, còn những cái con ủng hộ bên trên thì chỉ múc cầm được ngắn thôi, đấy đấy là chiến lược suốt giai đoạn vừa giờ nha anh em nhé. À, vẫn theo đuổi cái chiến lược như vậy nhé anh chị nhá, đấy vốn hóa tầm vừa vừa thôi. Đấy, và đoạn này nếu mà nó nổ thì cũng sẽ có chú ý một vài con banh, mấy con banh này nói anh em rồi, STB, OCB, MSB, NHB. Đấy, cũng đang thăm một cái bảng là thị trường nó lên, mấy con này nó kéo cũng cho anh em mua vừa phải rồi đấy, LHB, OCB rồi là MSB đấy, mấy con đấy mấy mấy con thép HNG, NKG đấy, cũng mua thì chậm vừa phải rồi, cũng đang cho con một chút lãi, đang đợi nó confirm thì nổi thêm. Đấy, là một cái kịch bản mà mấy con này nó kéo dẫn dắt thị trường đi lên, còn kịch bản mà nó cứ sideways thì lại đánh mấy cái con dòng tiền mạnh mà mid cap, anh em đánh banh thì nó sẽ không nhanh được như mid cap nhé, anh em mua thì cũng phải sẵn cái định hướng nó là như vậy nhá, chứ tính chất nó khác nhau thì cái vận động nó sẽ khác nhau đấy, anh em mà mua banh xong là nó không chạy thấy mid cap nó trần thì anh em phải xuất luôn. Chúng ta đã xác định mua banh là chúng ta
thòng và một kịch bản là thị trường đi lên và mấy con đó nó kéo. Được chưa? Còn mình, chúng ta mua mid cap thì chúng ta thòng một kịch bản đó là thị trường lại sideways và đánh những cái mã nó dòng tiền. Còn thực ra thì chung ấy, cái định hướng chung là có dòng tiền nó vẫn là ok rồi. Được chưa? Tức là những cái cổ phiếu mà có dòng tiền là dù là banh hay là dù là mid cap hay là dù là gì đi chăng nữa mà nó có dòng tiền tốt mà nó ở cái kênh dưới bắt đầu hướng lên. À, bắt đầu có cơ hội lúc nào nhịp sóng tăng ở trong trung dài hạn thì có dòng tiền là nó vẫn lên, nhưng mà banh hay là những cổ phiếu vốn hóa lớn thì nó sẽ chậm hơn những cổ phiếu vốn hóa nhỏ. Nhưng ngược lại, nếu mà một kịch bản là thị trường áp lực mạnh thì những cái con banh ấy thì nó sẽ không chỉnh sâu và những con mid cap thì nó lại chỉnh sâu. Đấy, cái này anh em phải đặt lên bàn cân thôi. Đấy, để cho cái đội hình cho nó phù hợp. Chúng ta đá là 532 hay là chúng ta đá 433 thì anh em đánh cho nó phù hợp. Đấy. Ông nào mua hậu vệ thì xác định là hậu vệ, chứ là hậu vệ mà lại bắt ghi bàn nhiều thì lại khó đúng không ạ. Đấy, mua tiền đạo thì là tiền đạo, mà tiền đạo thì lại sẽ không hậu vệ được. Đấy, chúng phải xác định rõ ràng là đội hình chúng ta đang là đội hình gì. Đấy, chứ không thể là mua đội hình phòng ngự mà lại muốn đá tấn công thì nó lại khó, hay mua đá tấn công rồi lúc mà đội bạn thị trường nó phản công lại anh em lại muốn nó không bị thua, tránh cái bàn thua thì lại khó. Đấy, xác định rõ ràng như vậy để nó không bị là bất ngờ chị ta. Thôi hôm nay làm màn gần 2 tiếng rồi, thôi xin phép anh em online đây nhá, chúc anh em cũng cần vui vẻ. Đấy, hẹn gặp lại anh em vào những buổi livestream tiếp theo. Em chưa có tài khoản VS thì kính mong anh bạn của tài khoản nha. Sau khi thăm dò thì tôi thấy ở đây là nhiều anh em chọn banh này, một số anh em chọn thép, một số anh em là chứng khoán. À, cảm ơn anh em nhé. À, anh em nào cần hỗ trợ thì inbox riêng em lại số điện thoại. À, mở tài khoản và chuyển ID thì anh em sẽ được vào room VIP nhé. Đấy, để chúng ta tiếp tục kiếm lợi nhuận trong giai đoạn sắp tới. Đoạn vừa qua thì như thế nào thì anh em biết rồi, chiến lược anh em đều biết rồi, thành công như nào anh em đều biết rồi. Đấy, khá là thành công nhé anh em nhé. Đấy, thị trường sideways thì tầm 40-50 điểm. Đấy, trong suốt khoảng hơn 1 tháng vừa qua, nhưng mà lợi nhuận của team em có những mã 30-40%, đúng không ạ? Tức là cái chiến lược nó có một cái sự khác biệt rất lớn với cái thị trường chung, khác biệt rất lớn đối với cái mặt bằng chung của thị trường về mặt chỉ số. Ok, bye bye anh em nhá. Bye bye, bye bye, bye bye.